Xin được gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì Nguyễn Hoa xin được gửi tới quý vị và các bạn một siêu phẩm mới. Sau đây thì Nguyễn Hoa xin tóm tắt một chút về cái nội dung bộ truyện mà Hoa sắp gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Kết hôn chỉ vì hứa hẹn của hai người mẹ, Dạ Thẩm Linh và Mạc Thanh Phong cũng biết rằng cuộc hôn nhân không cảm giác này sẽ là không thể nào mà vui sướng được. Mà hai người cứ như là hai người xa lạ ở cùng với nhau. Danh nghĩa là vợ chồng, nhưng cũng chỉ là hữu danh, vô thực. Cho tới một hôm, một sự kiện phá vỡ ba năm hôn nhân lạnh lùng và bình lặng của hai người, mối tình đầu của Mạc Thanh Phong về nước. Anh ta lập tức đưa ra đề nghị ly hôn. Thẩm Linh cũng là thuận theo yêu cầu của anh, không phản đối không tức giận. Chỉ lặng lặng mà rời đi, không để lại chút gì trong đời anh. Sáu năm sau, anh và cô gặp lại. Một người vẫn là luôn đi tìm, còn người kia thì luôn tìm cách để mà trốn tránh. Nhưng cuối cùng vẫn là gặp lại nhau. Khoảnh khắc hai người gặp lại nhau cũng là khoảnh khắc bắt đầu cho một cuộc chiến thầm lặng giữa những gia tộc lớn. Liệu rằng khi mà những bí mật bị che thì dần dần lại bị hé lộ cả hai sẽ cùng nhau đối mặt như thế nào đây? Thì ngay sau đây Nguyễn Hoa xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng khám phá tập đầu tiên của bộ truyện cực kỳ hấp dẫn này. Xin được chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn. Tinh tinh Tiếng chuông cổng vang lên xé tan mọi suy nghĩ trong đầu của dạ thẩm linh. Cô vội vàng chạy ra mở cửa Phía trước cánh cổng, một thân hình cao lớn mang theo một tia lạnh lẽo đang nhìn cô. Anh về rồi. Mạc Thanh Phong chậm rãi đi vào, đôi mắt hờ hững, nhìn lướt qua dạ thẩm linh. Dạ thẩm linh đóng cổng cẩn thận, rồi lặng lẽ bước sau lưng anh. Hai người vào trong nhà, Mạc Thanh Phong lạnh nhạt nói. Chúng ta ly hôn đi. Đoàn. Câu nói của anh khiến cho cô run rẩy dù cho đây là điều mà cô đã dự liệu từ trước, nhưng khi mà câu nói đó phát ra từ chính miệng của anh, cô vẫn cảm thấy rất đau lòng. Thành Phong, anh... 9 giờ sáng mai tôi sẽ bảo Trường Lam qua đón cô đi làm thủ tục. Vừa nói, Mạc Thanh Phong vừa bước lên lầu. Dạ thẩm linh cười chua chát. Người đàn ông này luôn vô tình với cô như thế. Còn cô lại cứ như là con thiêu thân Lao đầu vào mà yêu anh bất chấp Anh... Anh sẽ không hối hận chứ Bước chân của Mạc Thanh Phong dừng lại Trên đôi môi nở nụ cười lạnh lùng Trong từ điển của Mạc Thanh Phong tôi Không tồn tại hai từ hối hận Cô muốn điều kiện gì Thì cứ nói với cả trường Tam Tôi sẽ đáp ứng cô Nói rồi anh đi thẳng lên lầu Bước vào trong phòng Và khóa cửa thẩm linh nhìn theo bóng anh trái tim cô đau quá nếu em nói em có thai rồi thì anh có hối hận không lời nói thốt ra lòng cô đau như cắt cô đưa tay vuốt nhẹ bụng mình con à ba của con không cần mẹ con mình nữa mẹ con chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây được không con thẩm linh ngước mắt lên nhìn trần nhà hai dòng nước mắt ấm nóng nhẹ nhàng mà lan xuống Dạ Thẩm Linh và Mạc Thanh Phong kết hôn vì hôn ước mà hai bên gia đình đã định từ nhỏ. Mạc Thanh Phong dù không muốn nhưng mà vẫn đồng ý cưới cô vì đó là hôn ước do người mẹ quá cố đã định cho anh. Anh không muốn mà thất hứa. Còn Dạ Thẩm Linh, cô thích anh từ lúc còn là một học sinh cấp 3. Nhưng cô biết rõ Mạc Thanh Phong không hề có tình cảm với mình. Người anh thích là Đỗ Hạ Vi, ngày kết hôn của cô và anh không có hoa không có váy cưới không có lễ đường chỉ có một tờ đăng ký kết hôn do anh bảo trợ lý của anh là trường tam đưa cô đi lấy thẩm linh cũng tủi thân cũng buồn cũng đau đớn lắm chứ nhưng chỉ cần được ở bên anh với cô như vậy là đủ đêm đầu tiên hai người kết hôn mạc thanh phong nhận được một cuộc gọi của đỗ hạ vi cô ta say khướt khóc lóc ở trong điện thoại anh vội vã chạy đến bên cạnh cô ta bỏ lại thẩm linh trong căn phòng tân hôn lạnh lẽo cả đêm anh không về cô khóc đến sưng cả mắt. một tháng sau đó đỗ hạ vi ra nước ngoài du học mạc thanh phong vẫn là thường xuyên lui tới thăm cô ta thẩm linh biết hết tất cả mọi chuyện nhưng mà cô chỉ giữ ở trong lòng không hề trách cứ cô tin một ngày nào đó mạc thanh phong sẽ chấp nhận tình cảm của cô và toàn tâm toàn ý yêu cô thoáng chốc đã ba năm trôi qua thẩm linh âm thầm bên anh làm tròn nghĩa vụ của một người vợ tốt còn anh lại chưa một lần rung động vì cô một tháng trước đỗ hạ vi về nước mặc thanh phong ra tận sân bay để mà đón cô ta hai người cùng đi ăn tối tại một nhà hàng nhật cao cấp thẩm linh cũng tình cờ ăn tối ở đó lại còn là căn phòng bên cạnh cô nghe đỗ hạ vi nói thanh phong em sắp kết hôn rồi mạc thanh phong em không muốn bị người ta soi mói nói rằng em là người thứ ba phá hoại gia đình người khác cho anh thời gian anh sẽ cho em một danh phận thẩm linh ở căn phòng bên cạnh cúi đầu cười từ giây phút đó cô ta đã biết cô không còn nhiều thời gian để mà ở bên anh nữa đêm đó mạc thanh phong toàn thân say khướt được người ta đưa vào trong khách sạn có người đã gọi điện cho cô để cô đến tìm anh. Cô bước vào phòng, vừa chạm vào anh thì đã bị anh ôm chặt lấy. Nhưng mà anh lại gọi tên của Hạ Vi. Cô đau, đau lắm chứ. Nước mắt không kìm nén được mà cứ chảy xuống. Từng giọt từng giọt như là mũi kim nhọn đâm vào trái tim cô. Cũng là đêm đó cô và anh xảy ra quan hệ. Chỉ là cô không nghĩ tới. Vậy mà cô lại mang thai con của anh hôm nay cô mang thai cũng gần tròn hai tháng anh vẫn không biết gì lại còn muốn ly hôn cô không níu kéo cũng không cầu xin anh lại không nói chuyện mình đã mang thai cho anh biết cô mệt rồi yêu anh bao năm qua đã khiến cho cô mệt mỏi lắm rồi cô muốn được bình yên sống tiếp những ngày tháng còn lại còn về đứa bé xem như đó là một món quà một minh chứng cho đoạn tình cảm của cô và anh thẩm linh đi vào phòng lặng lẽ ký vào tờ đơn ly hôn mà cô đã chuẩn bị từ lúc mạc thanh phong gặp lại hạ vi cô nén nước mắt run rẩy đặt bút mà ký xuống tên mình lặng lẽ thu xếp đồ đạc rời khỏi ngay trong đêm thanh phong anh nhất định phải hạnh phúc thẩm linh rời đi rời khỏi căn nhà không có hơi ấm rời khỏi cuộc sống của anh một cách im lặng thứ cô vay mượn giờ cô cũng nên trả lại cho chủ cũ rồi mạc thanh phong tạm biệt Chấm tan. buổi sáng ngày hôm sau mạc thanh phong đi xuống tầng cả ngôi nhà chìm trong sự im lặng không có một chút hơi ấm của con người ánh mắt của anh nhìn lướt qua phòng bếp không có dáng người nhỏ nhắn đang lúi cúi bận bịu chuẩn bị bữa sáng cho anh nữa anh đột nhiên thấy không quen mạc thanh phong đi xuống phòng khách ánh mắt rơi vào tờ giấy đặt ở trên bàn đập vào mắt anh là ba chữ đơn ly hôn đôi mắt anh híp lại gương mặt lạnh lùng điển trai có chút thay đổi nhưng mà rất nhanh lại biến mất anh cầm tờ đơn lên xem nhìn thấy dạ thẩm linh đã ký tên cô lại không đòi hỏi anh bất kỳ một điều gì cả anh rời tầm mắt nhìn về căn phòng của cô cánh cửa hé mở cô đã rời đi rồi âm thầm bỏ đi lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của anh không hề một lời từ biệt lòng anh có chút mất mát đang chìm trong suy nghĩ bỗng tiếng chuông điện thoại lại reo lên phong anh dậy chưa em muốn ăn sáng cùng anh em chuẩn bị đi anh qua đón em nha vâng ạ đỗ hạ vi ngọt ngào đáp nhẹ một tiếng anh cúp máy nhìn lại tờ đơn trên tay mặc thanh phong buồn bực vứt mạnh nó xuống sàn bấm số mà gọi cho trường tam cậu mau tìm dạ thẩm linh về ngay cho tôi trường tam là người mà mạc thanh phong tin tưởng nhất tất cả mọi chuyện ở trong công ty anh đều giao cho cậu ấy quản lý nhận được cuộc gọi của mạc thanh phong trường tam xém chút là kêu lên một tiếng chẳng phải là dạ thẩm linh là vợ của anh giao lẽ ra cô ấy phải ở nhà cùng với anh chứ sao anh lại mặc dù trong lòng có chút không hiểu nhưng mà trường tam vẫn là trả lời một tiếng vâng sau đó cậu ra khỏi nhà, tắt máy, Mặc Thanh Phong lái xe đến nhà Hạ Vi. Tại sân bay, Thẩm Linh đang ngồi ở hàng ghế chờ. Chuyến bay của cô sẽ cất cánh lúc 7 giờ 30 phút, điểm đến là nước y. Thẩm Linh muốn rời khỏi nơi này để bắt đầu cuộc sống mới. Cô không muốn ở lại nơi này nữa. Nơi này có quá nhiều chuyện khiến cho cô đau lòng. Cô mệt rồi, thực sự là mệt rồi. Lần này cô chấp nhận buông tay. Chuông điện thoại reo lên, cô nhìn tên hiển thị ở trên màn hình, nở nụ cười nhẹ nhàng. Thẩm Linh ấn nút trả lời, một giọng ấm áp vang lên từ đầu dây bên kia. Jenny, em tới đâu rồi? Em đang ở sảnh chờ của sân bay đây ạ. À? Khoảng 20 phút nữa là bay. Được, anh chờ em. Vâng ạ. Cuối cùng cũng đã tới giờ bay cất cánh. Thẩm Linh quay đầu nhìn về phía sau một lần cuối, tạm biệt. Nhà hàng Nhật Mạc Thanh Phong đang cùng Hạ Vi ăn sáng thì nhận được điện thoại của Trường Tam. Anh bước ra khỏi phòng bao, khép cửa lại rồi mới nhận điện thoại. Cậu Mạc, cô dạ đã lên máy bay hơn 20 phút trước rồi ạ. Cô ấy đi đâu? Tôi... tôi không điều tra được lịch trình. Có người đã cố ý xóa đi thông tin của cô dạ. Sau khi mà nhận được điện thoại của Mạc Thanh Phong, Trường Tam lập tức đi điều tra kết quả chỉ biết là dạ thẩm linh đã lên máy bay còn việc cô ấy đã lên chuyến bay nào và hạ cánh ở đâu thì cậu không tra ra được khả năng rất cao là do có người cố tình xóa đi thông tin của cô mạc thanh phong không nói không rằng cúp điện thoại của trường tam rồi quay lại phòng bao với hạ vi nhìn sắc mặt của anh vô cùng là khó coi hạ vi dịu dàng hỏi phong có chuyện gì sao không có chỉ là công ty có chút chuyện vậy anh đi trước đi Lát nữa em tự đón xe về cũng được ừ. Em về cẩn thận Nói rồi anh rời đi Hạ Vi nhìn theo bóng lưng anh Ba năm Anh đã thay đổi rồi Mạc Thanh Phong trở về công ty Với tâm trạng buồn bực Anh không ngờ tới chuyện dạ thẩm linh Sẽ không từ mà biệt Rời khỏi cuộc sống của anh như thế Thậm chí cô còn không để cho anh tìm được cô Cô đây là muốn cắt đứt mọi liên lạc với anh sao Anh không cho phép Dạ thẩm linh Cô giỏi lắm. Tôi nhất định sẽ là tìm được cô. Tại nước Y, máy bay hạ cánh đã là 6 giờ tối. Thẩm Linh mệt mỏi kéo lê chiếc vali ra ngoài. Vừa ra đến cửa, ánh mắt cô đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Người nọ cũng đã nhìn thấy cô vội vàng mà chạy đến. Jenny, cuối cùng em cũng đến rồi. Jenny là tiếng Anh của Thẩm Linh khi mà cô còn học đại học. Nhưng mà từ khi cô cùng Mạc Thanh Phong kết hôn thì không còn ai gọi cô như thế nữa. Bây giờ nghe lại lại có chút không quen tai. Dạ Bạch, đợi em có lâu không vậy? <laughs> không, anh cũng vừa mới đến. Cố Dạ Bạch đang nói dối, anh đã chờ cô từ lúc cô chỉ mới chuẩn bị lên máy bay. Anh mong chờ được gặp lại cô, người anh đã thầm yêu cho đến tận bây giờ. Cố Dạ Bạch là đàn anh của Thẩm Linh khi mà cô còn đi học đại học anh lớn hơn cô một khóa nên là thẩm linh vẫn gọi anh là sư huynh cố dạ bạch thích thẩm linh tình cảm đó luôn được anh giấu kỹ ở trong lòng ngày cô tốt nghiệp anh muốn tỏ tình với cô nhưng mà cũng chính lúc đó cô cho anh biết cô sắp kết hôn cố dạ bạch chết lặng trái tim anh như vỡ vụn khi mà cô trở thành vợ của người khác sau đó không lâu anh tạm biệt cô để mà đến nước y ngày lập nghiệp anh đã thuê cho em một căn nhà anh đưa em về thẩm linh không trả lời anh mà chỉ khẽ gật đầu tình cảm của anh đối với cô cô đều biết chỉ là cô không thể chấp nhận anh cố dạ bạch lái xe đưa cô về nhà thẩm linh nhìn anh trong đáy mắt hiện lên một tia ấm áp cùng đau lòng giá như ngày đó em chọn yêu anh có phải là bây giờ em đã hạnh phúc rồi hay không cô cười tự diễu bây giờ cô không còn xứng đáng với anh nữa rồi Sáu năm sau Jenny, mẫu váy đính hôn mà khách hàng ở nước A đặt Em đã làm tới đâu rồi? Xong cả rồi, sao vậy? Có vấn đề gì sao? À, không có gì, lát nữa họ sẽ là ghé xem thử Em chuẩn bị đi Ok Vừa nói, Vin vừa nghịch tóc của cô Jenny khó chịu liếc nhìn anh Vin, để tôi yên Ok Được rồi, được rồi Không làm phiền em nữa Bộ váy lần này nếu mà được chọn thì danh tiếng của em có thể sẽ vươn tầm thế giới đó bảo bối à. Win buông câu cảm thán. Anh thật sự mong cho cô gái nhỏ này sẽ thành công. Win 28 tuổi là nhà thiết kế nổi tiếng với thương hiệu của hàng thiết kế lớn và nổi tiếng nhất nước y này. Anh ta có vẻ bề ngoài ưa nhìn, đôi mắt xanh lam hút hồn cùng mái tóc vàng bồng bềnh của người phương Tây. Và anh ta thuộc cộng đồng LGBT. Sáu năm trước, Jenny, tức là dạ thẩm linh đến nước Y, cô được Win để mắt tới và mời về làm việc tại đây. Ở đây, thẩm linh đã được Win tận tình giúp đỡ, trở thành nhà thiết kế váy nổi tiếng. Tất cả các mẫu thiết kế của cô đều được ưa chuộng. Hai tháng trước, cô nhận được đơn đặt hàng từ nước A yêu cầu cô thiết kế một bộ lễ phục cho ngày đính hôn. Khi nào họ tới? Tầm 5 giờ chiều nay. Thẩm Linh nhìn đồng hồ, còn khoảng hơn 40 phút nữa. Lộ lộ, em giúp chị sắp xếp lại các mẫu thiết kế nha. Chị phải ra ngoài một lát, đón ngôn ngôn sao. Ừ, được rồi, cứ giao cho em đi. Chị đi đi. Thẩm Linh cười rồi rời đi. Tần lộ lộ là trợ lý, cũng là học trò của cô. Khi mà Thẩm Linh đã có chút tiếng tăm ở trong giới thiết kế, thì Tần lộ lộ chỉ là một thực tập sinh mới ra trường. Khi ấy... Win đã từ chối nhận lộ lộ vào cửa hàng của mình. Thẩm Linh thấy cô có khiếu, lại tốt nghiệp chuyên ngành, cũng rất siêng năng và chịu khó nên đã giữ cô ấy ở lại bên mình. Tần lộ lộ từ đó luôn xem Thẩm Linh là chị gái của mình, luôn tôn trọng và yêu quý cô. Mẹ, sao mẹ đến sớm vậy? Một cậu nhóc có thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh khiến cho người khác nhìn vào, liền thấy yêu thích, đang chạy thật nhanh về phía Thẩm Linh. Cô giang tay đón cậu nhóc ôm vào lòng mình. Ừm, hôm nay mẹ còn phải gặp khách hàng. Sợ trễ giờ nên là đón con sớm một chút. Vâng, vậy chúng ta về thôi mẹ. Thẩm Linh cưng chiều xoa đầu đứa con trai 5 tuổi của mình. Đứa trẻ này tuy còn nhỏ nhưng mà lại rất thông minh, biết nghe lời và rất hiểu chuyện. Nó chính là người cho cô động lực để cô cố gắng, cũng là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô. Tại cửa hàng thiết kế váy cưới, chị Linh, Khách hàng đã đến rồi, đang chờ phòng khách bên trong. Lộ lộ thông báo cho cô một tiếng, rồi ngồi xuống véo má cậu bé ở bên cạnh. Tiểu ngôn, có nhớ gì không? Không ạ. À. Ơ, cái thằng nhóc này. Già cầm ngôn làm mặt quỷ với cả tần lộ lộ. Thẩm linh lấy tay đỡ trán, hai người này cứ hễ gặp nhau là lại như chó với mèo. Thật là hết cách. Lộ lộ, giao tiểu ngôn cho em. Chị vào gặp khách hàng. Vâng, chị đi đi cô ngồi xuống tay đưa chỉnh lại mái tóc cho dạ cầm ngôn tiểu ngôn con ngoan ngoãn ở đây với gì không được chạy lung tung nhớ chưa con biết rồi thưa mẹ ngoan thẩm linh bước vào phòng khách dạ cẩn ngôn nói với cả tần lộ lộ cậu bé muốn đi vệ sinh để gì đưa con đi không cần con tự đi được cậu bé bước đi với đôi chân nhỏ bé tần lộ lộ thở dài đứa nhỏ này quá hiểu chuyện Hiểu chuyện đến mức khiến cho người ta đau lòng Cậu biết mình không có ba Một mình mẹ cậu Nuôi cậu khôn lớn rất vất vả Nên là cậu luôn ngoan ngoãn Và nghe lời mẹ để mẹ yên lòng Cẩn thận một chút Lộ lộ lớn giọng mà nhắc nhở Bóng dáng nhỏ bé của Cẩn Ngôn xa dần Rồi khuất khỏi tầm mắt của cô ấy Tại phòng khách Thẩm Linh gõ cửa rồi mới đi vào, nhìn thấy người trước mặt khiến cho tâm tình cô khẽ động, Cô ngây người mất vài giây rồi nhanh chóng che giấu đi sự bối rối của chính mình. Đi vòng tròn lớn dài đằng đẵng tận 6 năm, vậy mà vẫn cứ thế mà gặp lại. Số trời đã định, cô cũng không thể mà trốn tránh. Thẩm Linh nhắm mắt để mà trấn an bản thân, cô hít một hơi thật sâu để trái tim trở lại với nhịp độ bình thường nhất. Trên môi nở ra nụ cười thoải mái, đi đến và ngồi xuống, gật đầu với vị khách không mong muốn mà đối diện. "Chào cô, tôi là Jenny." người phụ trách thiết kế lễ phục cho cô. Đỗ Hạ Vi đang lật cuốn album xem những bộ váy do Jenny thiết kế. Nghe thấy có người chào hỏi, cô ta gấp nó lại, ngước đôi mắt long lanh, to tròn lên mà nhìn. Bắt gặp khuôn mặt của người đối diện, nụ cười trên môi cô ta chợt cứng ngắc, ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên. Mất một lúc sau, cô ta mới lấy được giọng nói của chính mình. Đà cô, thẩm linh. Thẩm Linh vẫn như cũ, giữ nguyên nụ cười trên môi, ánh mắt lạnh lùng đặt bàn thiết kế ở trên bàn. Cô Đỗ, thật ngại quá. Phiền cô hãy gọi tôi là Jenny. Jenny, phải, tôi là Jenny. Đây là mẫu vái được thiết kế riêng theo yêu cầu của cô. Thẩm Linh đẩy bàn thiết kế đến trước mặt Đỗ Hạ Vi. Nụ cười và biểu cảm của cô vẫn là không có chút mảy may thay đổi. Tựa hồ như cái tên Thẩm Linh kia vốn chẳng có chút quan hệ nào với cô vậy. Cánh cửa lần nữa được mở ra, một người đàn ông với khí chất lạnh lùng bước vào. Sắc mặt của Hạ Vi trở nên hoảng loạn, nhìn người đàn ông đó đang từng bước tiến lại gần. Bóng dáng cao ráo, dưới ánh đèn che mất đi nửa thân người nhỏ bé. Đôi mắt chim ưng sắc bén có chút dao động khi mà bắt gặp dáng vẻ người đối diện. Giọng nói có chút run rẩy nghi hoặc gọi tên. Thẩm Linh Phong, cô ấy... Xin chào, tôi là Jenny Thẩm Linh đứng dậy, đưa tay ra muốn bắt tay anh. Trên gương mặt kiểu diễm phá chút phong trần kia vẫn là giữ nguyên nụ cười nửa vời. Mạc Thanh Phong nhìn bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon thả kia đang đưa ra trước mặt. Khóe miệng cong lên một nụ cười cười lạnh, đưa tay ra bắt lấy tay cô. Jenny đúng không? Rất vui được gặp lại cô. Tôi là Mạc Thanh Phong. Ba chữ Mạc Thanh Phong kia được anh cố ý nhấn mạnh như là muốn nhắc nhở cô rằng Cô đừng mong có thể thoát khỏi tôi." Đáp lại lời giới thiệu của Mạc Thanh Phong, Thẩm Linh chỉ cười nhẹ, gật đầu với anh rồi rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn kia, giọng nói đầy xa cách. "Anh Mạc, tôi cũng rất vui khi mà được biết anh. Mời anh ngồi." Mạc Thanh Phong có chút không vui khi mà nghe Thẩm Linh gọi mình là anh Mạc. "Anh Mạc sao? <laughs> nghe xa cách quá đấy. Tựa như là giữa anh và cô chẳng có chút quen biết nào vậy?" gọi anh hai tiếng anh mạc cô vậy mà liền muốn cắt đứt mối quan hệ với anh sao? thẩm linh cô ngây thơ quá rồi đấy cô đỗ phiền cô xem lại mẫu thiết kế này một chút nếu có chỗ nào không vừa ý thì cô cứ nói tôi sẽ sửa lại cho phù hợp với cô thẩm linh lịch sự nói với đỗ hạ vi bằng thái độ đúng mực với khách hàng sau đó cô đứng dậy đi đến chiếc bàn nhỏ đặt ở trong góc nhấc điện thoại nội bộ lên gọi cho lộ lộ phiền em mang cho chị ba ly cà phê Đặt ống nghe xuống, đáy mắt của thẩm linh hiện lên một tia lo lắng. Đứa con trai 5 tuổi của cô, dạ cầm ngôn, vẫn còn ở đây. Cô không thể để cho Mạc Thanh Phong nhìn thấy nó được. Đỗ Hạ Vi cầm bản thiết kế ở trên tay mà tâm tư vẫn là chưa thể bình tĩnh được. Một màn gặp gỡ khi nãy đã khiến cho trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình. 6 năm qua, từ lúc thẩm linh rời đi, cô đã âm thầm dựa vào mối quan hệ của nhà họ Đỗ để mà che đi toàn bộ những tin tức về Thẩm Linh. Nhưng điều cô ta không ngờ nhất lại là gặp Thẩm Linh ở đây, trong cương vị nhà thiết kế váy cưới cho cô ta. Ngẫm lại thì Đỗ Hạ Vi rất muốn biết, tự tay mình thiết kế váy cưới cho vợ tương lai của chồng cũ, đối với Thẩm Linh mà nói sẽ có cảm tưởng như thế nào đây? Ông xã, anh xem, cô Jenny đây đúng là tài giỏi. Mẫu váy này rất là đẹp, rất hợp với em có đúng không anh đỗ hạ vi cầm bản thiết kế quay sang mạc thanh phong đánh mắt hiện lên sự hạnh phúc ngọt ngào cô ta muốn cho thẩm linh biết những thứ mà cô ta có được thì dạ thẩm linh cô dù có ngủ cũng đừng có mơ đến cô ta muốn cho cô thấy sự yêu chiều mà mạc thanh phong dành cho cô ta thì dạ thẩm linh cô cả đời này cũng là không bao giờ có được Mạc Thanh Phong đương nhiên là biết rõ trong lòng của Đỗ Hạ Vi đang tính toán điều gì. Nhưng mà kỳ thực là anh cũng muốn biết người phụ nữ trước mặt này. Sau 6 năm không gặp, cô sẽ có cảm xúc gì? Em nói đẹp thì chắc chắn là rất đẹp rồi. Mạc Thanh Phong cưng chiều xoa đầu Đỗ Hạ Vi, trong đáy mắt hiện rõ sự yêu thương vô bờ bến. Thẩm Linh trong lòng khe khẽ cười, đúng thật là khác biệt quá lớn những thứ mà Hạ Vi dễ dàng có thì lại là thứ mà cô chỉ có thể thầm ao ước ở trong mỗi giấc mơ. Thế nhưng, thế nhưng tất cả đều chỉ là quá khứ. Thẩm linh của 6 năm trước và thẩm linh của 6 năm sau đã không còn giống nhau nữa rồi. Cốc cốc, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vào đi. Được sự cho phép của thẩm linh, cánh cửa được mở ra. Tần lộ lộ bước vào, trên tay bưng một cái khay đựng ba tách cà phê, lộ lộ cúi đầu chào lịch sự hỏi những vị khách ở trước mặt mình. Xin chào chị L. Chị Jenny, cà phê mà chị gọi đây. Được rồi, cảm ơn em. Chị Jenny, anh Bạch đang đợi chị ở dưới sảnh dưới. Vậy sao, anh ấy đến bao lâu rồi? Dạ, cũng tầm hơn 20 phút rồi, đang cùng cẩn... Cần... Lộ Lộ chưa nói hết câu thì đã bị Thẩm Linh cắt ngang, đồng thời vứt cho cô một cái nhìn ra hiệu hãy im lặng. Tần Lộ Lộ hiểu ý, liền không nói thêm điều gì nữa. "Em dọn dẹp một chút rồi mang cậu nhóc về trước đi, chị xong việc sẽ là cùng anh ấy về sau." Dạ. Tần Lộ Lộ biết ý của Thẩm Linh chính là muốn cô mang cầm ngôn rời đi ngay lập tức. Dù không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng với thái độ của Thẩm Linh thì đã nói cho cô biết hai người này không tốt lộ lộ lịch sự cúi đầu chào tạm biệt mạc thanh phong và hạ vi sau đó thì đi ra khỏi phòng và khép cửa lại nỗi sợ hãi ở trong lòng thẩm linh coi như đã được giải quyết ngại quá mời hai vị dùng cà phê genia à, tôi thật sự rất thích mẫu thiết kế này không biết là phải mất bao lâu mới có thể may xong đây nhanh nhất là một tháng chậm nhất là hai tháng được, vậy khi nào bắt đầu? Bất cứ khi nào cô Đỗ có thời gian. Vậy thì ngày mai? Được. Thật ra thì Hạ Vi chỉ muốn mau chóng trở về nước A mà thôi. Cô ta sợ Mạc Thanh Phong sẽ ở đây tạo cơ hội cho Thẩm Linh nối lại tình xưa. Cô ta tuyệt đối sẽ là không cho phép. Nếu không còn vấn đề gì khác thì hai người có thể về trước. Ngày mai sẽ bắt đầu lấy số đo, chọn vài và bắt đầu may. Được. Tạm biệt cô, Jenny thẩm linh lịch sự đứng dậy mỉm cười đưa tay ra bắt tay với hạ vi và mạc thanh phong bàn tay nhỏ nhắn của thẩm linh bất ngờ bị bàn tay to lớn của mạc thanh phong giữ chặt ở trước sự kinh ngạc của hạ vi cô cố gắng rút tay mình ra khỏi tay anh nhưng mà lại bất lực thẩm linh hít một hơi thật sâu đôi mắt trĩu lặng không một chút gợn sóng giọng hời hợt nói với cả mạc thanh phong à, thật ngại quá anh mạc nhưng anh có thể buông tay tôi ra được không anh đang nắm tay tôi trước mặt vị hôn thê của anh đó. Thẩm Linh nhẹ giọng nhắc nhở người đối diện, chỉ là cô không ngờ tới, Mạc Thanh Phong lại trưng ra cái bộ mặt vô liêm sỉ mà nói với cô. Ồ, oh, xin lỗi, bàn tay của cô thật giống với người vợ cũ của tôi đấy. Dạ Thẩm Linh đứng hình mất hai giây, khóe môi cô giật giật, trong lòng thầm bắn Mạc Thanh Phong anh, đúng là cái tên khốn kiếp, da mặt anh quá dài rồi. Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ ở trong lòng, Chứ thẩm linh nào có lá gan Để mà nói ra câu đó chứ Trong khoảnh khắc câu nói của Mạc Thanh Phong thốt ra Tận sâu trong lòng của ai kia Cũng đã bắt đầu rối loạn Đỗ Hạ Vi đứng nhìn một màn này Mà tay chân run rẩy Cô ta cũng sắp đứng không vững nữa rồi Thái độ này của Mạc Thanh Phong thật sự Khiến cho cô ta bất an ở trong lòng Suốt 6 năm qua Hạ Vi ở bên cạnh anh Cô ta là người chứng kiến rõ nhất Khoảng thời gian thẩm linh biến mất Mạc Thanh Phong gần như là hóa điên. Hạ Vi nhớ rõ ngày hôm đó, một ngày mưa tầm tã của tháng 9, hai năm về trước, khi mà trường Tam báo cho anh cái tin không mấy vui vẻ. Ngày hôm đó, Mạc Thanh Phong đang cùng Hạ Vi ăn tối. Tại nhà riêng của anh thì trường Tam đi vào. Cậu Mạc, à, tôi vừa nhận được một tin tức. Tìm thấy dạ thẩm linh rồi sao? mạc thanh phong không chút kiêng kỵ về sự có mặt của cô mà trực tiếp hỏi trường tam trong ngữ điệu còn mang theo sự vui vẻ và mong chờ ngay thời khắc đó đỗ hạ vi biết mạc thanh phong thật sự đã để cho thẩm linh ở trong lòng tay siết chặt đôi đũa đỗ hạ vi cùng quyết tâm không để cho anh tìm được thẩm linh vâng đúng là có tin tức chỉ là thế nào cậu mạc từ lúc nào mà cậu lại hành xử lưỡng lự như vậy Mạc Thanh Phong có chút không kiên nhẫn, trong câu nói còn mang theo cả sự tức giận. Đỗ Hạ Vi thấy vậy thì chen ngang vào. Anh Phong, đừng trách cậu ấy nữa, cứ để cậu ấy từ từ nói. Nói đi. Một từ duy nhất phun ra, đó không phải là nói bình thường mà là một mệnh lệnh. Trường Tam hít sâu một hơi, thận trọng nói ra từng câu từng chữ thật rõ ràng. Tôi nhận được tin báo, Tìm thấy xác một người phụ nữ trôi giạt ở trên bờ biển của nước Y. Tuy chưa có thông tin chính xác, nhưng mà tình báo của chúng ta cho biết người phụ nữ đó rất có thể là cô dạ. Một tiếng thủy tinh vỡ vụn vang giòn dã. Cái bát thủy tinh bị anh ném mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo, vỡ tan tành. đỗ Hạ Vi ngồi đối diện chứng kiến cảnh này, sắc mặt trở nên trắng bệch không còn một chút máu. Lần đầu tiên lần đầu tiên kể từ khi quen biết mạc thanh phong lần đầu tiên hạ vi được tận mắt chứng kiến anh nổi giận biểu cảm này thần thái này thật quá đáng sợ rồi lập tức đưa tôi đến đó trường tam gật đầu nhận mệnh lệnh mà không dám hé răng nửa lời đừng nói là đỗ hạ vi kể cả là người thân cận với mạc thanh phong như anh ta đây còn không thấy sợ hãi thì đỗ hạ vi vẫn có thể ngồi đó đã là bản lĩnh lắm rồi nếu đổi lại là người khác Thì chắc đã bỏ chạy từ lâu Thẩm linh Mặc thanh phong tôi không cho phép Thì cô không được chết Sau đó anh cùng trường Tam rời đi Bỏ lại Hạ Vi một mình trơ trò ở đó Cô ta tức giận ném cái bát xuống sàn Trong mắt toàn là thù hận Dạ thẩm linh Tôi nhất định không để cho cô có cơ hội Mà gặp lại anh ấy Jenny, đi, em xong chưa Một giọng nam vang lên từ phía cánh cửa kéo Đỗ Hạ Vi trở lại với thực tại. Mạc Thanh Phong có chút không đành lòng buông tay thẩm linh ra, ánh mắt của cả ba người nhìn về hướng phát ra giọng nói. Một người đàn ông chạc khoảng 29 tuổi với gương mặt điển trai, đôi mắt đen láy và mái tóc nâu hạt rẻ đứng đó. Trên người anh ta mặc chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần đen tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Anh ta nhìn thẩm linh, Jenny, trên môi xuất hiện một nụ cười ấm áp, cùng với sự cưng chiều trong đáy mắt, sải chân đi đến bên cạnh cô, đem Mạc Thanh Phong cùng Đỗ Hạ Vi hòa tan vào trong không khí. Thẩm Linh nhìn thấy anh, trên môi nở một nụ cười rất tươi tắn, thoải mái. Mạc Thanh Phong thu nụ cười của cô vào trong tầm mắt, người phụ nữ này ở trước mặt anh lại tươi cười với người đàn ông khác. Cô chán sống rồi sao? Dạ bạch, sao anh lại lên đây? Mọi người về hết rồi mà vẫn chưa thấy em, nên là anh lên xe một chút à em chỉ là đang thảo luận về bản thiết kế với khách hàng thôi cũng đã xong rồi đang chuẩn bị về thẩm linh quay sang hạ vi ngữ điệu lịch sự nói với cô ta à, ngại quá cô đỗ cũng đã hết giờ làm việc tôi cũng phải tan làm rồi phiền cô đỗ và anh mạc đây ngày mai quay lại một chuyến à, không sao không sao chúng tôi cũng đang định về đây chỉ là cô đỗ có vấn đề gì sao jenny Tôi xin lỗi vì sự đường đột này, nhưng có thể cho tôi biết người này là ai không? Đỗ Hạ Vi lịch sự hỏi, đôi mắt lấp lánh đặt lên người cố dạ bạch. Nếu như, nếu như anh ta là người yêu mới của thẩm linh thì cô ta sẽ không cần lo lắng và tốn sức nữa. À, giới thiệu với cô, anh ấy là cố dạ bạch, là... Tôi là bạn trai của Jenny, rất vui được gặp cô, cô Đỗ. Thẩm Linh trợn tròn mắt nhìn cố dạ bạch, đáp lại ánh mắt đó là một nụ cười đến chói lóa cùng cái nhún vai bất đắc dĩ của anh thế nhưng mà thẩm linh lại không nói thêm gì nữa chỉ khẽ cười khoác tay anh đúng vậy cô đỗ anh ấy là bạn trai tôi lời xác định của thẩm linh vừa nói xong bầu không khí ở trong phổi ngột ngạt lại lạnh xuống có ai đó bắt đầu tức giận rồi đỗ hạ vi lên tiếng mà cảm thán ánh mắt hài lòng nhìn về phía mạc thanh phong thế nhưng mà cái người đàn ông này có gì đó lạ lắm Mạc Thanh Phong đưa đôi mắt u ám mà quét qua người Thẩm Linh, khiến cho cô cảm thấy rất sợ. Cố Dạ Bạch cảm nhận được cánh tay đang khoác tay mình có chút run rẩy, liền đặt bàn tay ấm áp của mình lên tay của Thẩm Linh để trấn an. Người đàn ông tên Mạc Thanh Phong này thật là khiến cho người ta có cảm giác bức bách, nhất là đôi mắt lạnh lùng kia nhìn thẳng vào người đối diện. "Cảm ơn lời khen của cô." Thẩm Linh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Cố Dạ Bạch thì tâm trạng cũng khá lên đôi chút. Cô nhìn Hạ Vi rồi nở một nụ cười thật đẹp, kèm theo lời cảm ơn với cô ta. Ngại quá, chúng tôi đã làm mất thời gian của hai người rồi, chúng tôi xin phép. Đô Hạ Vi bước đến khoác tay Mạc Thanh Phong, giọng nói dịu dàng, ngọt ngào như mật. Ông xã, chúng ta đi thôi, đừng làm phiền không gian riêng của cô Jenny và anh cố đây. Đôi mắt lạnh lùng u ám của Mạc Thanh Phong vẫn dán chặt lên gương mặt người phụ nữ đối diện rồi lại nhìn xuống bàn tay to lớn đang bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé kia tâm trạng không tốt cho lắm mạc thanh phong cũng biết cố dạ bạch năm đó anh đã tận mắt chứng kiến cố dạ bạch say khướt ở trong quán bar vào ngày cưới của anh và thẩm linh anh cũng biết cố dạ bạch vẫn luôn âm thầm nuôi dưỡng tình cảm của mình đối với thẩm linh lúc trước mạc thanh phong còn có ý muốn hợp tác cho hai người họ Thế nhưng mà lúc này không hiểu sao Anh lại thấy không muốn như thế Cố giả bạch đối diện với ánh mắt giò xét của Mạc Thanh Phong Đôi mắt ấm áp của anh Như là nhìn thấy một thứ gì đó Trong đôi mắt u ám của người đàn ông đáng ghét này Mạc Thanh Phong Anh ta ghen rồi Suy nghĩ thoáng qua trong đầu Khiến cho cố dạ bạch sợ hãi Thái độ này Ánh mắt này của Mạc Thanh Phong Giống hệt như ánh mắt của anh năm đó Khi mà chứng kiến thẩm linh kết hôn cùng anh ta đó là sự ghen tuông muốn chiếm hữu và còn có cả một chút đau lòng không không đâu không thể nào đâu mạc thanh phong không thể có tình cảm với thẩm linh đâu sẽ không đâu kết thúc một cuộc hội ngộ không mong muốn này cả bốn người cùng rời khỏi cửa hàng ai về nhà nấy mỗi người một suy nghĩ từ lúc lên xe cho đến bây giờ thẩm linh rơi vào trạng thái trầm mặc đôi mắt mang theo nét buồn nhìn ra khung cảnh ngoài cửa xe Cố dạ bạch nhìn qua người phụ nữ ở bên cạnh Trong lòng liền thấy đau Dạ thẩm linh bây giờ thật khác Người con gái anh yêu của ngày trước Là một cô bé ngây thơ Với đôi mắt hồn nhiên Nụ cười vô tư, trong sáng Như là ánh trăng tròn trên bầu trời đêm tĩnh lặng Còn của cô bây giờ Trong ánh mắt toàn là u buồn Nụ cười gượng che đi những cảm xúc ở bên trong Gương mặt xinh đẹp nhưng lại pha thêm chút lạnh lùng Khiến cho anh có cảm giác thật xa cách Thời gian đúng là có thể thay đổi cả một con người Không sao chứ Cố giả bạch nén lại hơi thở dài Ân cần hỏi Thẩm Linh khẽ cười lắc đầu Ánh mắt nhìn anh Không sao, ổn mà Thẩm Linh Em không sao thật mà Chỉ là đột ngột gặp lại Khiến cho em có hơi bất ngờ chút thôi Không được nói dối anh Chợt Lúc nào anh cũng là không tin em Hử? Thẩm Linh bày ra cái bộ mặt giận dỗi giống như cô của những ngày tháng xa xôi nào đó. Điều bộ và biểu cảm này luôn là vũ khí lợi hại nhất để mà đối phó với cố dạ bạch. Không cần biết giữa anh và cô có tranh cãi gì, thì chỉ cần cô bày ra cái bộ dạng này, anh sẽ ngoan ngoãn mà giơ tay lên đầu hàng vô điều kiện. Cũng giống như lúc này, anh nhìn cô trong cái bộ dạng đó mà lại bật cười, nơi đáy mắt toàn là sự cưng chiều. Một lần nữa anh đầu hàng trước cô. Thẩm Linh nhìn Cố Dạ Bạch, cái nụ cười của anh thật sự khiến cho vô số những cô gái xinh đẹp ở đất nước này nghiêng ngả. Thẩm Linh từng bắt gặp rất nhiều lần họ tỏ tình với anh, nhưng lần nào anh cũng từ chối họ, lý do rất đơn giản, anh đã có người ở trong lòng. Trong vô thức, Thẩm Linh đưa tay áp lên má anh, ánh mắt dịu dàng nhìn người đàn ông trước mặt. Dạ Bạch, cảm ơn anh. Trước sự dịu dàng và ấm áp của anh Trước tất cả những sự việc mà anh đã làm cho cô Nếu nói không cảm động thì chính là nói dối Thật lòng mà nói cô cũng có chút rung động Chỉ là cô cần thời gian Một quãng thời gian đủ dài để mà xác định rõ trái tim mình mong muốn điều gì Cô sợ nếu đáp lại tình cảm ấy Dù chỉ là một chút thì có nghĩa là cô đang cho anh một tia hy vọng Cô sợ, sợ làm anh hy vọng rồi sẽ lại thất vọng nên thôi thả chậm một chút còn hơn là vội vàng để rồi chính cô sẽ là người làm tổn thương anh. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà cấp 4. Cố dạ bạch bước xuống xe rồi vòng qua mở cửa xe cho thẩm linh. Cánh cổng màu trắng mở ra một dáng người nhỏ bé chạy đến vui vẻ mà gọi lớn. Mẹ! Mẹ ơi! Hai người về rồi ạ! À? Thẩm Linh ngồi xuống, giang tay đón lấy bé con. Thế nhưng mà cái thân hình nhỏ bé kia lại lao thẳng vào vòng tay của cố già dạ bạch hai cánh tay mũm mím ôm lấy cổ anh cái đầu bé xíu rụi rụi vào mái tóc anh bố tiểu ngôn nhớ bố lắm qua wow. đây là con trai của cô sao sao cô lại có cảm giác như mình không phải là mẹ ruột của nó vậy tiểu ngôn bố cũng nhớ con lắm xong thẩm linh chính thức bị con trai cho ra rìa rồi Mỗi lần dạ cầm ngôn nhìn thấy cố dạ bạch thì y như rằng người mẹ như cô lập tức trở thành người ngoài. Đây cũng chính là vấn đề khiến cho thẩm linh đau đầu nhất. Tiểu ngôn, thằng bé cho rằng cố dạ bạch là ba của đứa bé. Năm đó, dạ thẩm linh đi đến nước y thì cô đã mang thai hơn 2 tháng. Lúc mới qua đây, cô làm việc tại quầy thu ngân của nhà hàng của cố dạ bạch. Thế nhưng mà chỉ làm được hơn 4 tháng thì bụng cô đã là to lên. Cô giả Bạch thấy vậy thì không cho cô đến nhà hàng của anh làm nữa. Từ lúc đó cho tới ngày sinh, tất cả mọi chi phí sinh hoạt, quần áo phụ kiện sơ sinh đều là do một tay anh lo lắng cho cô. Tuy với anh, những khoản đó chỉ là số tiền nhỏ không đáng kể, nhưng mà đối với Thẩm Linh mà nói, thứ cô nợ anh không chỉ là tiền mà còn nợ cả một tấm ân tình. Ngày đó Thẩm Linh sinh khó, anh tay chân luống cuống đưa cô vào bệnh viện lúc mà bác sĩ đưa cho anh tờ giấy cam kết để mà tiến hành mổ anh đã sợ hãi đến phát khóc các nữ hộ sinh đều nhìn cô với đôi mắt ngưỡng mộ cho rằng thẩm linh thật tốt số khi mà có được một người chồng tốt như thế thẩm linh chỉ biết mỉm cười mà trái tim lại đau nhói rồi khi thẩm linh xuất viện về nhà cũng là một tay cố dạ bạch chăm sóc cho mẹ con cô anh lo cho cô từng miếng cơm giấc ngủ lo cho bé con từ việc pha sữa đến thay tã đều là một tay anh khi mà tiểu ngôn đổ bệnh cũng là cố dạ bạch anh cùng cô thức trắng đêm khi bé con quấy khóc thì cũng là một tay anh dỗ dành những ngày tháng đó thẩm linh một phút cũng là không dám quên rồi khi tiểu ngôn được một tháng anh chụp một tấm hình để mà lưu lại làm kỷ niệm từ đó về sau mỗi bước phát triển của tiểu ngôn đều có người ba đồng hành là anh cố dạ bạch vì thế, chuyện tiểu ngôn xem anh là ba của mình thì cũng là chuyện dễ hiểu. Thẩm linh biết mình đã nợ anh quá nhiều, có lẽ đời này cũng không thể nào trả đủ. Dạ cầm ngôn thấy biểu cảm trong mắt của mẹ mình thì liền hiểu. Mẹ của cậu bé lại bắt đầu suy nghĩ lung tung nữa rồi. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng mà dạ cần ngôn lại rất giỏi trong cái việc đoán dò tâm lý của người khác. Cậu bé cũng biết, mỗi khi mà cậu gọi cố dạ bạch là bố thì mẹ cậu sẽ là không vui, bởi vì cố dạ bạch không phải là ba ruột của cậu. Thế nhưng mà cậu bé chẳng thà nhận một người xa lạ làm ba, còn hơn là phải nhận lại người đàn ông đó. Tiểu ngôn, mau vào đây. Dì tiểu lộ sẽ là cho con xem cái này. Dạ. Vòng tay ôm lấy cổ cố dạ bạch buông ra. Đôi chân ngắn ngùn của cậu bé chạy nhanh về phía tần lộ lộ. Hai người, một lớn một nhỏ hí hửng chạy vào trong nhà. Thẩm Linh bất lực nhìn cố dạ bạch vẫn là còn ngồi ở đó, trên môi vẫn là nở nụ cười dịu dàng và ánh mắt cưng chiều nhìn theo bóng dáng của tiểu ngôn, trong lòng lại có chút mềm mại. Dã mà. Chuyện đó em xin lỗi. Về chuyện gì? Nếu như là chuyện thằng bé gọi anh là bố thì không cần đâu. Anh tình nguyện làm bố của nó mà. Cố dạ bạch đứng dậy, dáng người cao lớn tiến sát về gần Thẩm Linh, vẫn là ánh mắt đó nhưng mà lại pha thêm chút đau lòng anh đưa tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của thẩm linh vào lòng giọng nói có chút nghẹn ngào phát ra những từ ngữ khiến cho thẩm linh xót xa thẩm linh tiểu ngôn sinh ra ở trong vòng tay anh lớn lên ở trong vòng tay anh anh sớm đã xem nó như là con ruột của mình từ lâu rồi dạ bạch em đừng cố chấp nữa có được không cứ gồng mình lên như vậy em sẽ là không thấy mệt hay sao Em không thấy mệt sao Không thấy mệt sao Đã rất nhiều lần cố dạ bạch muốn hỏi cô câu đó Cô gái nhỏ Em cứ cố gắng gồng bình như thế Em không thấy mệt sao Thẩm linh Ở trước mặt người khác em có thể cố chấp ngang ngược Cũng có thể mạnh mẽ quyết đoán Để họ không có cơ hội mà ức hiếp em Thế nhưng mà khi ở trước mặt anh Em đừng cố gắng gượng như vậy Có được không Ở trước mặt anh Em hãy là chính em. Hãy cứ yếu đuối một chút. Hãy cứ tùy hứng một chút. Hãy cứ dựa dẫm anh một chút. Chỉ một chút thôi có được không? Cô giả bạch đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc dài của cô. Anh thật sự không muốn nhìn thấy cô phải đau khổ. Bởi vì như thế anh sẽ đau lòng. Nếu như có thể, anh bằng lòng đánh đổi tất cả. Bằng lòng gánh thai cô tất cả. Đổi lại thứ anh chỉ cần là một nụ cười hạnh phúc của thẩm linh cô. Dạ thẩm linh. Nếu em muốn thì cứ khóc đi Cứ yếu đuối một lần đi Chẳng lo lắng gì cả Dù là cho cả thế giới bỏ mặc em Thì vẫn có anh ở đây Nếu cả thế giới chống đối em Anh bằng lòng đối đầu với tất cả thế giới Chỉ cần em cho anh một cơ hội Một cơ hội để bao bọc cho em Có được không Từ trong đôi mắt tĩnh lặng của thẩm linh Hai dòng nước mắt Ấm nóng cứ thế mà trào ra Cô ôm chặt lấy thân người trước mặt vùi mặt vào lòng anh mà khóc như một đứa trẻ sáu năm đã sáu năm qua đi thẩm linh cứ nghĩ bản thân đã quên đi người đàn ông vô tình đó nhưng mà đến hôm nay khi mà gặp lại mạc thanh phong trái tim cô vẫn là lạc mắt một nhịp giây phút đối diện với anh trong lòng cô từng là lớp sóng dữ dội là cả một vùng trời bão tố hóa ra bấy lâu nay cô chỉ là lừa mình dối người rằng cô đã không còn nhớ nhung gì đến người đó nữa nhưng Cô sai rồi. Sáu năm. Sáu năm thời gian cô nhớ Mạc Thanh Phong ra giết. Không phải là cô đã quên đi mà là vì nỗi nhớ quá lớn. Đã gần như hòa nhập với cuộc sống, thường nhật của chính mình. Nên cô mới không còn để tâm đến. Trong lòng cô, trái tim cô, trong ký ức cô, hình bóng đó chưa từng mất đi dù chỉ là một phút. Còn anh, cố dạ bạch. Anh vẫn luôn âm thầm ở bên cô. Vẫn luôn âm thầm chống cả bầu trời thay cô. Âm thầm dõi theo mỗi bước đi của cô Thẩm Linh Anh xin em đó Buông bỏ đi có được không Cho anh một cơ hội ở bên em có được không Vài bông tuyết từ đầu rơi xuống Từng cánh hoa tuyết vương vãi Trên mái tóc của dạ thẩm Linh Cô có chút ngẩn ngơ Phải rồi Bầu trời nước y đã chuyển sang đông rồi kia kìa Thẩm Linh buông tay Rời khỏi lồng ngực ấm áp của cố dạ bạch Cô thẫn thở đưa tay ra hứng lấy những bông hoa tuyết trắng muốt trở lại vào đông rồi, 6 năm, người đàn ông này đã cùng cô đi qua 6 mùa đông tuyết rơi trắng xóa, người đàn ông này đã từng nắm tay cô, sưởi ấm nó suốt 6 mùa đông rồi. Lần nào cũng thế, người cùng cô đón những cánh hoa tuyết đầu tiên của mùa đông luôn là anh, có phải cô đã bỏ lỡ điều gì đó rồi không? Trời bắt đầu đổ tuyết, Cố Dạ Bạch nắm tay Thẩm Linh, kéo cô vào trong nhà. Đi thôi, không lại lạnh nữa bây giờ. Bầu trời bắt đầu chuyển đêm, từng cánh hoa tuyết rơi xuống, khiến cho khung cảnh thơ mộng hệt như những bộ phim ngôn tình lãng mạn mà cô hay xem vậy. Bất chợt, bàn tay nhỏ bé của Thẩm Linh siết chặt lấy bàn tay ấm áp của Cố Dạ Bạch, khiến cho anh có chút ngẩn người. Anh quay lại nhìn Thẩm Linh, đôi mắt cô vẫn còn ửng đỏ, thế nhưng mà trong đôi mắt đó lại hiện lên một tia ấm áp vô cùng, có phải cô đã chấp nhận rồi không? Thẩm Linh cùng Dạ Bạch bước vào nhà. Bữa cơm tối đơn giản, ngập đầy tiếng cười, một buổi đêm đông ấm áp. Ở một nơi khác, trên tầng cao nhất của một khách sạn sang trọng. Phong, anh xem kìa, tuyết rơi rồi. Đỗ Hạ Vi hào hứng chạy đến bên cửa sổ, nhìn những bông hoa tuyết đang thi nhau rơi xuống. Tuyết rơi thật đẹp, đôi mắt lạnh lẽo của Mạc Thanh Phong nhíu lại. Trong ánh mắt hiện lên, một hình ảnh cô gái nhỏ đứng giữa sân, đưa bàn tay ra hứng lấy những bông hoa tuyết Cô có đôi mắt vô tư, có gương mặt thánh thiện, có đôi môi anh đào, có nụ cười hồn nhiên, tựa như một thiên thần, thật dịu dàng, thật tinh khiết. Cô gái đó là dạ thẩm linh. Chính bản thân Mạc Thanh Phong cũng không thể hiểu tại sao anh lại cứ luôn nghĩ về cô như thế. Từ lúc cô lặng lẽ bỏ đi, trái tim anh giống như đã không còn đập nữa. Cũng từ giây phút đó, anh nhận ra rằng thẩm linh thật sự rất quan trọng đối với anh. Còn về Đỗ Hạ Vi, anh từ lâu đã không còn cảm giác với cô ta nữa rồi chỉ là do cô ta không chịu buông tay bốn năm trước anh đã tra được đỗ hạ vi dựa vào thế lực của đỗ gia mà giấu được tin tức của thẩm linh dĩ nhiên là một đỗ gia nhỏ bé làm gì có bản lĩnh một tay che trời cơ chứ vẫn là phải cảm ơn ông nội của anh mạc thiên tỷ đã âm thầm giúp đỡ anh một tay nên mới có thể giấu anh lâu đến thế mạc thanh phong cười lạnh cảm thấy thứ mình gọi là tình cảm gia đình đối với anh thật quá rẻ mạt năm xưa ông cụ mạc đã gai gắt phản đối quan hệ của ba mẹ anh bây giờ lại còn muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm của mạc thanh phong anh sao đúng là đã đánh giá anh quá thấp rồi lão già đó không có ở đây cô không cần phải diễn nụ cười trên môi của đỗ hà vi lập tức trở nên cứng ngắt cô ta không ngờ mạc thanh phong lại không chút kiên kỵ mà nói thẳng thừng như thế Bất giác, ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô ta đã bắt đầu rỉ máu, cuối cùng vẫn là cô ta thua rồi. Lẽ ra 4 năm trước, khi mà nhìn thấy anh điên cuồng đi tìm cô gái ấy, thì cô ta nên hiểu rằng anh đã không còn yêu cô ta nữa. Lẽ ra 4 năm trước, khi mà Mạc Thanh Phong nói với cô ta mấy lời tuyệt tình đó, thì cô ta nên buông tay ra. Lẽ ra cô ta không nên cố chấp níu giữ một người mà trái tim của người đó từ lâu đã không còn đặt ở chỗ cô ta. Lẽ ra cô ta nên biết khó mà lui thì ít ra anh vẫn là sẽ xem cô ta là một người bạn bè mà đối đái chứ không phải là gai gắt như bây giờ. Cô ta thua rồi. Thua một người phụ nữ tên Dạ Thẩm Linh. Thanh Phong, đừng gọi tôi như vậy. Được không? Cô không đủ tư cách. <laughs> em không đủ tư cách sao? Vậy thì con khốn đó lại càng không đủ tư cách ánh mắt sắc lẹm của mạc thanh phong tặng cho cô ta một cái nhìn cảnh cáo nếu như không phải là ông cụ mạc luôn cho người theo dõi anh thì còn lâu anh mới chung phòng với người đàn bà tâm cơ này cô ta vậy mà lại còn không biết điều cứ cho rằng mạc thanh phong anh thật sự là muốn cưới cô ta sao <laughs> ảo tưởng mạc thanh phong anh yêu cô ta đến vậy sao chẳng lẽ anh đã quên hết những tình cảm của chúng ta trước đây rồi sao tình cảm của chúng ta trước đây <laughs> cái đoạn tình cảm quý giá đó còn không phải là do cô cướp mất của thẩm linh hay sao đỗ hạ vi nhìn người đàn ông trước mặt đáy mắt hiện lên toàn là sự đau lòng mỗi một câu mỗi một chữ anh nói đều giống như một thứ vũ khí sắc bén tuyệt tình và tấn công cô ta không chút thương tiếc chẳng lẽ anh không có chút tình cảm với em sao em đã ở bên cạnh anh bao lâu rồi anh biết không tình cảm sao để tôi nói cho cô rõ Tất cả những thứ mà cô nhận được từ tôi, mỗi một thứ đều là do cô vay mượn của cô ấy mà thôi. Được. Nếu anh đã yêu cô ta như vậy, thì em sẽ hủy hoại cô ta cho anh xem. Lời nói vừa dứt, một bóng đen lao nhanh đến chỗ cô ta đang đứng. Bàn tay to lớn siết chặt lấy cánh cổ mảnh khảnh của Đỗ Hạ Vi như là muốn bóp chết cô ta ngay tức khắc. Mặc thanh phong không chút lưu tình, bàn tay anh siết chặt cổ của Đỗ Hạ Vi ép cô ta dựa vào cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo cùng giọng nói chết chóc như một lời đe dọa đến từ địa ngục. Thật chậm, thật rõ ràng mà nói với Đỗ Hạ Vi. Nếu cô cảm thấy không sợ chết, thì cứ thử động vào một sợi tóc của cô ấy xem. Lời nói thốt ra như một lời khẳng định, người phụ nữ mà Mạc Thanh Phong anh yêu, kẻ nào dám tổn thương cô ấy, thì kết quả chỉ là một chữ chết. Sáng hôm sau, tại cửa hàng Violet, tiểu lộ à bao chuẩn bị chút đi lát nữa khách sẽ là tới lấy số đo và lụa vải dạ em biết rồi phân phó cho tần lộ lộ xong xuôi thẩm linh đi lên phòng làm việc của chính mình nhìn bàn thiết kế trước mặt trong lòng cô lại có chút không vui mẫu thiết kế này chính là tâm huyết của cô cũng là nơi cô gửi gắm tâm tư của chính mình vào đó chiếc váy màu trắng họa tiết trang trí hoa đinh tử hương được làm thủ công xếp dọc theo thân váy từ đinh hương tím chính là loài hoa mà người kia thích và cô cũng thích bởi nó tượng trưng cho sự chân thành và chung thủy trong tình yêu. Thẩm Linh đã thiết kế nó từ rất lâu, rất lâu rồi. Từ lúc cô bắt đầu thích Mạc Thanh Phong thì cô đã bắt đầu vẽ nó. Cô muốn mặc chiếc váy cưới đó để mà gả cho anh, nhưng mà đáng tiếc là cô không có cơ hội. Ngày hôm nay, cô lại mang nó ra để mà may váy cưới cho cô ấy, Đỗ Hạ Vi Người con gái mà người đàn ông cô nhất mực yêu thương Luôn trân quý như là báu vật Đỗ Hạ Vi sắp cùng anh kết hôn Cứ xem như nó là một món quà nhỏ Thay cho lời chúc phúc của cô gửi đến anh như vậy 9 giờ 27 phút Có người gõ cửa phòng làm việc của Thẩm Linh Cô đoán là Đỗ Hạ Vi và Mạc Thanh Phong Đã tới rồi nên là tần lộ lộ lên để mà gọi cô Thẩm Linh đặt bút xuống Rời khỏi chiếc ghế mà đi mở cửa Cánh cửa được mở ra Một vòng tay mang theo sự lạnh lẽo quen thuộc Ôm chặt lấy cô Cánh cửa cũng đã bị đóng lại Thẩm Linh bất ngờ bị ôm thì liền hoảng hốt Trước khi tiếng hét của cô kịp phát ra Một đôi môi lạnh lẽo đã hôn xuống Cánh môi đỏ mọng của cô Khiến cho những từ ngữ kia đành phải trôi ngược trở lại Thẩm Linh kinh hái khi mà ngửi được mùi hương nước hoa nam tính quen thuộc Giây phút đó Đồng tử ở trong mắt cô co rút lại trên gương mặt là biểu cảm không dám tin, người trước mặt chẳng ai khác chính là Mạc Thanh Phong. Thẩm Linh dùng hết toàn bộ sức lực của mình để cố gắng đẩy anh ra, thế nhưng mà cái ôm của Mạc Thanh Phong quá chặt, với sức lực nhỏ bé của cô thì chẳng thấm vào đâu. Mạc Thanh Phong hôn Thẩm Linh rất lâu, giống như anh đang trút hết nỗi nhớ mong bao năm qua vào cái hôn này đến vậy. Đến khi mà hơi thở của Thẩm Linh trở nên gấp gáp, Mạc Thanh Phong mới rời khỏi môi cô, bực dọc mà gằn nhẹ một câu: "Chết tiệt, em không biết hôn sao?" Thẩm Linh lúc này như cá mắc cạn, ra sức mà hít thở giống như là sắp chết ngạt đến nơi rồi. Mạc Thanh Phong nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình như thế, thì liền thấy có chút mềm mại. Người phụ nữ này thật sự là không biết cách hôn. Anh và Thẩm Linh kết hôn 3 năm, nhưng lại chỉ chung giường với nhau một đêm duy nhất lúc ở khách sạn. Đối với chuyện chăn gối mà nói, dạ thẩm linh quả thật là chẳng có chút kinh nghiệm gì. Đến cả việc làm như thế nào để lấy hơi khi hôn thì cô cũng không biết. 6 năm trước như vậy, 6 năm sau cũng vẫn vậy. Điều đó chứng tỏ thời gian qua cô chưa từng gần gũi với người đàn ông nào. Nghĩ đến điều này Mạc Thanh Phong liền thấy vô cùng hài lòng. Người phụ nữ của anh vẫn luôn sạch sẽ. Bốp! Một tiếng động chói tai vang lên gương mặt điển trai của mạc thanh phong bị đánh cho lệch qua một bên khi anh kịp định thần lại mạc thanh phong nhìn thấy gương mặt khả ái của thẩm linh thì tràn đầy lửa giận cô tức giận sao tức giận vì anh đã hôn cô sao anh có biết tự trọng là gì không vậy mạc thanh phong đưa tay lên ôm lấy một bên mặt mà vừa bị cô đánh ánh mắt của anh chẳng những không giận mà lại tràn ngập sự nhớ nhung nhìn cô xem ra cái tát này cô đã dồn hết sức lực của mình vào trong đó Khốn nạn Thẩm Linh lớn tiếng chửi rủa Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên Lau qua lau lại cái miệng nhỏ của mình Mạc Thanh Phong nhíu mày nhìn cô Hành động này của cô chính là Đang ghét bỏ anh sao Cảm nhận được ánh mắt của anh nhìn mình Thẩm Linh ngước đôi mắt lạnh lùng lên Đối diện với ánh mắt từ thần kia Ngại quá Tôi không thích dùng chung đồ với người khác Dơ lắm Biểu cảm trên gương mặt điển trai của Mạc Thanh Phong lập tức đen lại Người phụ nữ này từ lúc nào mà lại dám to gan đến như vậy? Cô dám chê anh bẩn sao? Được thôi." Thẩm Linh vẫn còn đang vui vẻ chiêm ngưỡng biểu cảm tức giận trên gương mặt của Mạc Thanh Phong thì giây tiếp theo cô lại khóc không ra nước mắt. Mạc Thanh Phong ép cô dựa vào tường, hai bàn tay to lớn đỡ ở phía sau đầu cô, đôi môi mỏng lại tham lam mà hôn xuống, bị công kích bất ngờ khiến cho dạ Thẩm Linh rơi vào thế bị động không phản kháng chỉ đành bất lực mà nhìn người đàn ông trước mặt đang giày vò đôi môi nhỏ của cô. Ừm. Mạc Thanh Phong đột ngột mà cắn nhẹ vào cánh môi nhỏ khiến như thẩm linh kêu lên vì đau. Lúc này anh mới hài lòng buông cô ra. Ánh mắt dịu dàng nhìn biểu cảm vừa tức giận lại vừa bất lực trên gương mặt của cô gái nhỏ. Còn dám chê tôi là bẩn nữa không? Để tôi nói cho em nghe một bí mật mạc thanh phong cúi xuống đôi mắt lạnh lẽo kiên định đối diện với ánh mắt long lanh nhưng lại có chút u buồn của thẩm linh hơi thở nam tính mạnh mẽ vây lấy cô xung quanh thẩm linh bây giờ đều tràn ngập mùi hương của cơ thể anh khiến cho cô có chút xấu hổ mà đỏ mặt thế nhưng câu nói tiếp theo của mạc thanh phong lại càng khiến cho tâm tình của thẩm linh chấn động hơn nữa thẩm linh từ trước đến nay em là người đầu tiên cũng là người phụ nữ duy nhất mà mạc thanh phong tôi chạm vào Lời nói đó cứ như một cuốn băng tua đi tua lại ở bên tai thẩm linh. Cô thật sự không tin. Không thể tin được Mạc Thanh Phong lại nói với cô như vậy. Ý của anh là gì chứ? Muốn nói cho cô biết là từ trước đến nay, ngoại trừ cô ra anh chưa từng động vào một người phụ nữ nào khác, kể cả Đỗ Hạ Vi sao? Không thể nào. Đôi môi nhỏ nhắn cong lên một nụ cười dĩu cợt, ánh mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng trả lời Mạc Thanh Phong. Anh nói với tôi mấy lời này để làm cái gì? Anh cho rằng tôi là đứa trẻ lên ba sao? Anh nói thế nào thì tôi phải là tin như thế ấy à? <cười> Nực cười. Mạc Thanh Phong chết lặng nhìn thẩm linh. Cô đã thay đổi thật rồi. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Xua đi những cảm xúc ái muội giữa hai con người. thẩm linh đẩy anh ra. Đi ra mở cửa. Tần lộ lộ trên tay cầm theo một phần ăn sáng. Ánh mắt có chút bất đắc dĩ mà nhìn cô. Jenny anh bạch kêu em gửi cái này cho chị ạ anh ấy đâu ừ, vừa đi rồi ạ một dự cảm không lành xuất hiện khiến trái tim thẩm linh đập loạn nhịp không phải là anh ấy đã nhìn thấy rồi chứ thẩm linh vội vàng chạy đến bàn làm việc lấy chiếc điện thoại gọi cho cố dạ bạch đáp lại cuộc gọi của cô chỉ có tiếng của nữ tổng đài viên thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau không xong rồi Cô đã làm anh tổn thương rồi Tiểu lộ Lát nữa cô đỗ tới đây Em giúp chị lấy số đo Và đưa cô ấy đi chọn vải Chị sẽ quay lại sau Thẩm Linh vội vàng lấy túi sách Cô phải đi tìm anh Giải thích rõ mọi chuyện với anh Cô phải nói cho anh biết Mọi chuyện không giống như Những gì mà anh nhìn thấy đâu Cô không thể để cho anh tổn thương Lúc cô bước ngang qua Mạc Thanh Phong Thì cổ tay cô đã bị anh nắm chặt lại anh không dùng quá nhiều sức chỉ là nắm nhẹ lấy cổ tay cô mà thôi em muốn đi đâu đi đâu là chuyện của tôi không phiền anh mạc đây phải bận lòng tôi không cho phép anh dựa vào cái gì dựa vào tôi là khách hàng của cái cửa hàng này nếu em dám bỏ đi thì cái cửa hàng này sẽ lập tức bị đóng cửa anh đang uy hiếp tôi mạc thanh phong không trả lời chỉ ung dung đi đến ghế sofa và ngồi xuống đôi chân dài vắt chéo lên nhau Đôi mắt u ám nhìn về phía Thẩm Linh. Trước giờ tôi đều nói được làm được, chưa từng uy hiếp bất cứ ai. Phải, Mạc Thanh Phong anh chính là người nói được làm được. Hai bàn tay của Thẩm Linh siết chặt lại, nhìn người đàn ông cao quý đang ngồi đó, trong lòng cô lại nóng như lửa đốt. Cô không thể mà không đi tìm Cố Dạ Bạch, nhưng mà cũng không thể, vì cô mà khiến cho cửa hàng này gặp chuyện. Violet là công sức, là tâm huyết của Win của cô của tất cả mọi người trong cái cửa hàng này cô không thể để tất cả mọi nỗ lực của những người có mặt ở trong đó vì cô mà tiêu tan tiểu lộ em gọi điện cho ninh uyển bảo cô ấy đi tìm dạ bạch dạ em đi liền thẩm linh nhìn theo bóng lưng của tiểu lộ rời đi trong lòng thầm mong cố dạ bạch sẽ là không làm ra cái loại chuyện ngu ngốc thêm một lần nào nữa nghe đến tên ninh uyển đôi mắt sâu thẳm của mạc thanh phong lại trở nên thêm sâu vài phần tần lộ lộ hớt ha hớt hải mà chạy đi vụng về thế nào lại va phải một người đàn ông vừa bước ra từ thang máy cái đầu nhỏ của cô va phải lồng ngực rắn chắc của anh ta khiến cho cô choáng váng mất thăng bằng mà ngã xuống cô chấp nhận số phận đôi mắt nhắm nghiền lại chờ đợi cái đau sắp đến một giây hai giây ba giây không có gì xảy ra cả. Đôi mắt đẹp khẽ mở ra, hình ảnh đập vào mắt khiến cho cô có chút si mê. Một gương mặt với ngũ quan, hài hòa, đường nét tinh tế đang nhìn cô. Lúc này tần lộ lộ mới sực nhớ. Anh ta chính là người đã va phải mình, lập tức mà đẩy anh ta ra. Anh không có mắt hay sao? Hai con người đen kia chỉ để trang trí lên cho đẹp thôi, có đúng không? Tôi... tôi tôi, tôi cái gì? Anh có tin là tôi móc mắt anh ra luôn không? thay vì để làm vật trang trí trên cái bản mặt đáng ghét của anh ấy, thì tôi nghĩ là đem nó đi hiến tặng còn có chút ý nghĩa. Gì chứ? Bản mặt đáng ghét hay sao? Thế anh cho rằng anh đẹp trai lắm hay sao? Tránh ra đi. Bà đây đi còn có việc quan trọng. Không đôi co với cái tên chết tiệt như nhà anh. Nói rồi, tần lộ lộ đùng đùng mà bỏ đi. Bỏ lại một người đàn ông đứng như trời trồng ở đó. Mặt mình thật sự đáng ghét đến vậy sao? Trường Tam bày ra cái bộ mặt không hài lòng, nhìn cô gái kia biến mất trong thang máy, vẫn là cảm thấy cô gái này thật đáng sợ. Anh theo Mạc Thanh Phong lăn lộn ở trên thương trường bao lâu nay, loại người nào cũng đã gặp qua, anh đấm đá chém giết, anh ta cũng là không sợ mà hôm nay lại đi sợ một con nhóc. <laughs> Chuyện này nếu mà đồn ra ngoài thì danh tiếng của anh coi như là tiêu rồi. Đúng là phụ nữ quá đáng sợ. Trường Tam hài lòng cảm thán một câu ánh mắt lại rơi vào thứ gì đó đang nằm trên mặt đất. Cúi xuống sàn nhà nhặt lên là một tấm thẻ nhân viên, trên đó để tên Tần Lộ Lộ. Là của cô ấy sao? Trường Tam đem tấm danh thiếp bỏ vào túi áo, trong lòng bỗng nhiên lại cảm thấy có chút vui vẻ. Tần Lộ Lộ, Tần Lộ Lộ, tôi thấy cái tên Tần La Sát vẫn là hợp với cô hơn đấy. Tự nói, tự cười, điên rồi. Phải, anh ta cũng cảm thấy mình điên thật rồi. Anh cố tình, không có. Thẩm Linh lên tiếng chấp vấn Mạc Thanh Phong. Anh vẫn giữ nguyên thái độ, biểu cảm không thay đổi mà nhìn cô. Người phụ nữ này tại sao lại có thể cho rằng người như anh lại đi làm ra mấy cái loại chuyện khiêu khích này ghê chứ? Quá là nhảm chán. Trường Tam bước vào vừa vặn mà gặp cái cảnh này. Trong lòng liền thầm than một tiếng, xem ra là anh ta vào không đúng lúc lắm cậu chủ Những thứ anh cần tôi đã mang tới Căn hộ của anh cũng đã dọn dẹp xong rồi Anh có thể dọn tới bất cứ lúc nào Được rồi Cậu về trước đi Trường Tam nhìn Thẩm Linh Bằng một ánh mắt đầy ngưỡng mộ Chỉ có là cô đỉnh nhất rồi Mới có thể khiến cho ông chủ của anh đích thân Lăn lộn đến đây Còn mua hẳn một căn hộ cao cấp Để mà ở gần cô nữa chứ Nhất cô rồi Điện thoại nội bộ đặt đến trên bàn làm việc vang lên Thẩm Linh điều chỉnh lại tâm trạng một chút rồi mới đi tới nhấc máy. Chị Jenny, cô đỗ đến rồi. Được, chị biết rồi. Em mời cô ấy vào phòng khách dưới tầng đợi chị. Thẩm Linh cúp máy, cố gắng để lấn át những thứ cảm xúc hỗn độn ở trong lòng xuống. Dù sao thì cô vẫn phải hoàn thành tốt công việc của chính mình. Anh Mạc, vị hôn thê của anh đến rồi. Anh không muốn đi đến chỗ cô ấy hay sao? Không thích. Vậy thì phiền anh đi ra khỏi phòng làm việc của tôi ngay lập tức. Nhưng biết làm sao được, tôi lại thích ở đây." Tùy anh. Thẩm Linh vứt lại một câu rồi đi thẳng, không nhìn lại cũng không muốn đôi co với cái kẻ ngang ngược như anh nữa. Đỗ Hạ Vi ôm theo sự ganh ghét đi đến cửa hàng tìm Thẩm Linh. Cô ta muốn Thẩm Linh phải vĩnh viễn biến mất. Chỉ cần Thẩm Linh biến mất thì Mạc Thanh Phong sẽ lại yêu cô ta mà thôi. Cô Đỗ, ngại quá đã để cho cô đợi lâu đỗ hạ vi nhìn thẩm linh đi đến ngồi xuống đối diện mình nhìn lại thấy dấu vết ám muội vẫn còn lưu lại trên môi của cô mà tức giận vô cùng cô ta hận thẩm linh hận đến tận xương tủy rõ ràng rõ ràng là cô ta đã cố gắng để mà giấu cô đi thì tại sao tại sao ông trời vẫn để cho mạc thanh phong tìm thấy cô ta nhìn thẩm linh đang ngồi đối diện với gương mặt khả ái đỗ hạ vi lại nảy sinh ra một ý định táo bạo một lần chỉ có cơ hội một lần duy nhất mà thôi cô đỗ thẩm linh thấy đỗ hạ vi cứ ngồi thừ người ra thì cô lên tiếng mà gọi hạ vi bị tiếng gọi đó làm cho hoảng hồn nụ cười liền nở ra trên gương mặt giả tạo cô không sao chứ à không không sao chúng ta bắt đầu được chưa được thẩm linh và lộ lộ bắt đầu lấy số đo mọi việc đều diễn ra rất suôn sẻ không có bất cứ sự bài xích nào đến từ Đỗ Hạ Vi. Thẩm Linh có chút thắc mắc, dựa vào tính tình của cô ta thì không thể nào để cho cô bình yên vô sự mà hoàn thành công việc như thế, hay là nói cô ta đổi tính rồi. Mà có đổi tính hay không thì cũng không liên quan gì đến cô cả. Chỉ cần cô hoàn thành tốt công việc, sớm hoàn thành đơn hàng để mà thoát khỏi hai người họ là tốt rồi. Cô Jenny, tôi có thể mời cô dùng bữa cơm có được không? thẩm linh nhìn hạ vi có chút nghi hoặc cô ta lại muốn bày trò gì nữa đây như là nhìn thấu được suy nghĩ của thẩm linh hạ vi cười dịu dàng nhỏ giọng nói cô đừng suy nghĩ nhiều chẳng qua là tôi có vài người bạn rất ái mộ cô muốn tôi hẹn cô ra ăn bữa cơm để mà gặp cô nhân tiện nhờ cô thiết kế trang phục riêng cho họ mà thôi chuyện này jenny cô sợ tôi hại cô sao khi nói ra câu đó vẻ mặt cô ta tỏ vẻ ủy khuất đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn về phía thẩm linh dù sao đi nữa thì cô ta cũng là khách hàng của cô nếu từ chối em là không tốt lắm thôi thì cứ đi cô cũng không tin đỗ hạ vi lại dám làm ra cái việc gì hại cô cô đỗ tôi không có ý đó chỉ là tôi đang nhớ lịch làm việc của mình để mà xem có thời gian rảnh hay là không vậy cô nghĩ xem hai tối nay có được không được chứ Quá tốt Cô cho tôi số điện thoại của cô đi Tôi sẽ nhắn thời gian và địa chỉ Được Số điện thoại của tôi là 093XXX Cảm ơn cô Đỗ Hạ Vi vui vẻ Nắm tay Thẩm Linh Tỏ ra là thân thiết Cô ta rời đi với nụ cười tươi tắn ở trên môi Thẩm Linh có chút không biết phải làm sao Cô không thể hoàn toàn tin tưởng Vào con người này được Nhưng dù sao Thì cô cũng đã hứa rồi Mộ Ninh Uyển sau khi mà nhận được cuộc gọi SOS của Lộ Lộ thì liền tức tốc đi ra khỏi nhà. Lái xe khắp nơi tìm cố dạ bạch trên đường đi. Cô đã gọi điện thoại cho anh vô số lần nhưng mà đều không nhận được phản hồi. Tâm trí rối rắm như tơ vò. Mộ Uyển Ninh, Ninh cố gắng nhớ hết tất cả những địa điểm mà anh có thể lui tới. Mộ Uyển Ninh, Ninh là cháu gái của Chủ tịch Tập đoàn Mộ Thị Mộ Ân, một trong những gia tộc lớn tại nước y này. Cô năm nay vừa tròn 20 tuổi, gương mặt phúc hậu non nớt cùng với dáng người nhỏ nhắn khiến cho người khác yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng mà Mộ Ninh Nguyên yêu đơn phương Cố Dạ Bạch từ khi cô còn đi học đại học, lúc đó Cố Dạ Bạch là giảng viên của cô. Yêu anh, theo đuổi anh đến bây giờ cũng đã tận 7 năm, vậy mà chưa lần nào Cố Dạ Bạch chấp nhận tình cảm của cô. Mộ Uyển Linh biết rõ người trong lòng của Cố Dạ Bạch là Thẩm Linh, cô cũng quen biết với Thẩm Linh. Thế nhưng mà cô vẫn không trách cứ, cũng không ghét Thẩm Linh chút nào. Suy cho cùng, tình cảm là thứ khó nói nhất. Người yêu bạn, bạn lại không có cảm giác; người bạn yêu thì chưa chắc đã yêu bạn. Chuyện tình cảm này Cố chấp nhận. Huống hồ gì là cô biết rõ Thẩm Linh là hoa đã có chủ cùng Cố Dạ Bạch, chắc chắn là việc không thể nào. Cố Dạ Bạch. Rốt cuộc là anh đi đâu vậy chứ Chuông điện thoại Ninh Uyển vang lên Cô vội vàng nhấc máy Ninh Uyển Em tìm được anh Bạch chưa Chị Linh Chị đừng lo lắng Em vẫn đang cố gắng tìm đây Cũng chẳng biết anh ấy đã đi đâu nữa Ninh Uyển Xin lỗi Chị lại làm phiền em rồi Chị đừng nói vậy Chuyện của anh ấy cũng là chuyện của em Dù anh ấy có cố tình tránh em cũng không sao Ai kêu em lại đi thích anh ấy chứ khi mà nói ra câu đó, giọng nói của Ninh Uyển nhỏ dần, Thẩm Linh ở đầu dây bên kia cũng có thể cảm nhận được Ninh Uyển đang đau lòng. Thẩm Linh cô cũng từng thích một người, cũng từng bị từ chối tình cảm nên cô hiểu cảm giác đó, không dễ chịu một chút nào. Chính vì biết nên là càng không muốn để cho cô bé tốt tính này phải tổn thương. Đó là lý do mà cô luôn từ chối tình cảm của Cố Dạ Bạch, yêu một người không yêu mình, đau lòng lắm. A à, Em biết anh ấy đi đâu rồi Em cúp máy trước đây Sẽ gọi lại cho chị sau Cúp máy Mộ Uyển Đinh quay đầu xe Chạy một mạch mà rời đi Chắc chắn là anh ở đó Chứ có thể là ở đó Nơi mà anh đã tỏ tình với Thẩm Linh Nơi mà Thẩm Linh đã từ chối tình cảm của anh Trong phòng làm việc của Thẩm Linh Người đàn ông khí chất người ngời Đẹp trai tuấn tú Phong thái cao quý đang ngồi đó Đôi chân dài vắt chéo lên nhau đôi mắt lạnh lùng khẽ khép lại, tựa hồ như đang ngủ say. Thẩm Linh mở cửa bước vào, đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn người kia, biểu cảm có chút bất ngờ. Vẫn chưa đi sao? Lại muốn đuổi tôi sao? Đúng vậy, cút ra ngoài ngay cho tôi. Không muốn. Da mặt của anh cũng dày thật đấy. Còn có thể dày hơn nữa kìa. Có muốn xem thử một chút hay không? Đồ thần kinh. Mặc thanh phong lười biếng cử động chỉ mở đôi mắt mị hoặc ra mà nhìn gương mặt tức giận của thẩm linh lại thấy có chút đáng yêu từ hôm qua sau khi mà gặp lại cô anh đột nhiên cảm thấy trêu chọc người phụ nữ này đúng là một thú vị không tệ vẻ mặt lúc thẩm linh tức giận quả thật là có chút mê người em lại muốn đi đâu nhìn thấy thẩm linh lại muốn đi ra ngoài mặc thanh phong không nhìn được mà nhíu mày nhìn cô ở cùng một chỗ với anh khiến cho cô khó chịu đến vậy sao dạ thẩm linh bất lực trước câu hỏi của mạc thanh phong người đàn ông này tài năng xuất chúng chỉ số iq phải nói là hơn gấp mấy lần người bình thường thế nhưng mà tại sao lại cứ hỏi cô mấy cái câu ngu xuẩn như vậy chứ sao không trả lời tôi lại muốn đi tìm hắn ta hay sao hắn ta thẩm linh đang tiêu hóa câu nói kia của mạc thanh phong đã đứng trước mặt cô từ lúc nào không hay khí thế bức người hơi thở lạnh lẽo mau chóng vây lấy cô Thẩm Linh thở dài Đưa điện thoại lên trước mặt Mạc Thanh Phong Bất lực mà nói Đi ăn cơm, tới giờ ăn cơm rồi Được, tôi đi với em Thẩm Linh nghi ngờ nhìn Mạc Thanh Phong Cái tên này liệu có phải là hàng thật không vậy Từ hôm qua đến giờ vẫn cứ Thấy thế nào ý Sao lại nhìn tôi như vậy Anh có phải là Mạc Thanh Phong thật không vậy Câu nói cô thốt ra Dạ thẩm linh chỉ muốn đâm đầu vào tường Và chết đi cho rồi sao cô có thể đi hỏi cái câu ngớ ngẩn như vậy được chứ điên thật mà mạc thanh phong cũng bị câu nói kia làm cho ngớ người cách người phụ nữ này thật thú vị cô thật sự nghĩ rằng giả mạo anh đơn giản vậy sao ngủ ngốc vậy có cần tôi chứng minh cho em xem không vậy thì không cần hay xem thử một chút đi thứ mà mạc thanh phong muốn cho thẩm linh xem chính là vết sẹo mà năm đó vì che chắn cho cô mà để lại trên lưng anh. Lần đó cô cùng anh đi dự tiệc trong một nhà hàng sang trọng. Cô nhân viên phục vụ bưng một bát súp nóng đến cho cô. Tay bay vạ gió thế nào mà lại vấp chân. Bát súp nóng hổi trực tiếp bị hất về phía cô. Ngay khi mà thẩm linh cảm thấy mình xong rồi thì một vòng tay lớn ôm chặt lấy cô vào trong lòng. Mặc thanh phong dùng thân mình mà che chắn cho cô. Thế nên bát súp nóng bỏng đó trực tiếp mà văng hết lên lưng anh, chỗ lưng đó bị phỏng và để lại một vết sẹo. Nghĩ lại thì nếu trên lưng anh có vết sẹo thì đó đúng là hàng thật, nhưng mà bây giờ là trong phòng làm việc của cô, người khác có thể vào bất cứ lúc nào, nếu anh cởi áo, lỡ bị người khác nhìn thấy thì cô có chết trăm ngàn lần cũng là không rửa sạch được, vậy nên thôi, bỏ đi. Thế nào, muốn ăn trưa hay là muốn tôi ăn em? Cút con mẹ anh đi, khốn kiếp không biết xấu hổ, khóe môi của người đàn ông cong lên một nụ cười tà mị, ánh mắt cưng chiều nhìn người phụ nữ trước mặt, hai má cô ửng đỏ vì xấu hổ, mặc thanh phong cúi xuống ghé vào tai thẩm linh, thẩm linh em biết không? nhìn em lúc này thật làm tôi không thể cầm lòng được. a, à, tiếng hét thất thanh của tiểu lộ mà phát ra từ phía cánh cửa, thẩm linh thầm than một tiếng, thôi xong rồi lúc nãy đi vào cô lại quên không đóng cửa giờ thì có giải thích tới khan tiếng thì cũng không ai tin lần này thì vui rồi đều là nhờ cái tên khốn khiếp này ban cho thẩm linh đi về phía tiểu lộ cô thật sự không biết phải giải thích như thế nào để con bé này hiểu nữa thật là tiểu lộ không phải là như em thấy đâu thấy thấy gì em 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 không thấy gì hết à, không 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 thấy gì hết thật đó tiểu thẩm linh chưa nói hết câu Tiểu lộ đã chạy đi mất dạng Lần này thì xong thật rồi Đi rồi ừ. Nếu anh rảnh rỗi thì cứ đi ăn một mình đi Tôi không muốn ăn Mặc thanh phong nở nụ cười Nắm lấy cổ tay của thẩm linh mà kéo đi Không được Vẫn là đi ăn chút gì đi Cứ thế thẩm linh bị anh kéo ra ngoài Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người Có mặt tại cửa hàng Có người ngưỡng mộ cô Cũng có người nói cô là không biết xấu hổ Chen chân vào hạnh phúc của người khác Thẩm Linh biết chứ, nhưng mà cô biết làm sao bây giờ. Đừng quan tâm đến những việc người khác nói gì. Em chỉ cần là chính em mà thôi. Nói thì dễ, nhưng mà làm mới khó. Ngày tháng còn dài, cô biết phải đối mặt như thế nào với bọn họ đây. Còn có tiểu lộ con bé. Thẩm Linh lại chán nản mà thở dài một hơi. Tần lộ lộ, ba chân bốn cẳng mà chạy một mạch ra khỏi cửa hàng. Cái cảnh tượng lúc nãy thật là hù chết cô rồi. Thế nhưng mà người kia với Thẩm Linh là như thế nào? Bọn họ có quen biết nhau sao? Tần lộ lộ thả hồn vào mây. Những suy nghĩ vớ vẩn kéo thần trí của cô bay lên trời cao. Cô cứ thế mà bước đi như người vô hồn. Bíp bíp. Tiếng còi xe vang lên kéo ba hồn bảy vía của cô trở về. Từ đằng xa, một chiếc ô tô đang lao nhanh về phía cô. Lộ lộ nhắm mắt, khiếp đảm chờ đợi cú va chạm kinh hoàng thế nhưng mà không có cuộc va chạm nào xảy ra cả chỉ có một vòng tay rắn chắc cùng hơi thở nam tính mạnh mẽ bao bọc lấy cô vào trong lòng ngực ấm áp tinh thần của cô vẫn còn hoảng loạn trái tim non nớt vẫn là đập nhanh liên hồi một giọng nói trầm ấm vang lên cô cảm thấy mình sống đủ lâu rồi hả tần lộ lộ nhìn người đàn ông trước mặt nỗi sợ hãi lúc này cũng biến đâu mất cô nhăn mặt biểu cảm không hề vui đây là lần thứ hai trong ngày cô gặp anh ta trường tam nhìn cô gái nhỏ không nói năng gì trong lòng có chút lo lắng không phải là cô bị gì rồi chứ nè cô không sao chứ có bị thương ở đâu không lần đầu tiên trong đời trường tam lo lắng cho một cô gái ờ à, không không sao cảm ơn anh dù sao đi nữa thì anh ta cũng đã cứu cô một mạng dù muốn dù không vẫn là phải cảm ơn anh ta đó là phép lịch sự tối thiểu tần lộ lộ là người sống rất biết điều một người đàn ông đùng đùng sát khí đang đi về phía hai người, anh ta chính là người lái xe mô tô khi nãy. "Nè con kia, mày không có mắt nhìn đường hay sao?" "Ờ, tôi tôi xin lỗi, tôi không cố ý." "Tao không cần biết mày có cố ý hay là không, nhưng mày phải bồi thường tinh thần cho ông đây." "Gì chứ?" Lộ Lộ nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu, dù sao thì anh ta cũng không tông vào cô, cũng không có bất kỳ tổn hại nào. Dựa vào đâu mà đòi cô bồi thường, xem ra là cố tình gây sự đây mà." Nhìn mày cũng ngon phết, chỉ bằng đi với ta một lát, tao sẽ là không làm khó mày nữa." Kèm theo lời nói thô thiển đó là một nụ cười biến thái, gã kia vừa cười vừa nắm lấy cổ tay Lộ Lộ mà kéo đi. Tiểu Lộ lúc này mặt cắt không còn chút máu, nhìn gã đàn ông trước mặt mà kinh hãi. Ngay khi gã ta định lôi cô đi thì một bàn tay khác nắm chặt lấy cổ tay gã Trường Lam lạnh lùng mà nhìn gã, giọng nói không chút độ ấm nào, buông ra. Mày là thằng nào, dám xen vào chuyện của tao sao? Mày chán sống rồi phải không? Có lẽ tao thật sự thấy cuộc sống này quá nhàm chán, đặc biệt là khi gặp phải cái thứ cặn bã như mày đấy. Gã kia thật sự bị chọc cho tức giận rồi, sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt dữ tợn mà nhìn Trường Tam. Trường Tam không to con lắm, Dáng người cũng là khá nhỏ bé, đối lập hoàn toàn với gã ta, thân hình cao to cơ bắp cuồn cuộn, so sánh hai người giống như một người thư sinh và một người đầu gấu vậy. À, muốn diễn anh hùng cứu mỹ nhân. Còn không nhìn lại xem bản thân mình có năng lực đó hay không. Một cú đấm trực tiếp bay về phía Trường Tam, Tiểu Lộ Lộ nhắm mắt sợ hãi. Lần này cô lại hại anh ta rồi, thế nhưng mà lại không có chuyện gì xảy ra cả. Cú đấm của gã trực tiếp đã bị trường tam giữ lại chỉ bằng một bàn tay. Gã mở to đôi mắt không dám tin mà nhìn người đàn ông nhỏ bé kia. Anh lấy đâu ra sức mạnh phi thường thế nhỉ? Không đợi hắn kịp phản ứng, trường tam liền đáp trả. Cú đấm của anh ta trực tiếp đấm vào mặt hắn ta một cái. Cả thân hình to lớn lảo đảo ngã ra sau. Trường tam nắm lấy tay tiểu lộ lộ mà kéo về phía sau. Dùng thân mình đứng chắn ở phía trước bảo vệ cô. Lộ lộ nhìn cảnh tượng này Trong lòng liền cảm động không thôi Lần đầu tiên Lần đầu tiên trong cuộc đời cô Được một người đàn ông bảo vệ như vậy Cái cảm giác này sao mà tuyệt vời đến thế Còn mẹ nó Thằng chó Gã ta đứng dậy hung hăng mà lao đến Trường Tam nhíu mày Xem ra là anh phải vận động một chút rồi Anh buông tay lộ lộ ra Nhìn cô mà trấn an Ở đây đợi tôi Sau đó là một màn đánh nhau ẩm ý diễn ra kéo theo sự tò mò của tất cả những người đi đường chẳng mấy chốc đám người buôn dưa lê đã bao quanh tạo thành một vòng tròn lớn xem đánh nhau mà giống như là đang coi đô vật vậy mà ở trong đám người đó có một cô gái nhỏ với đôi mắt đỏ hoe sắp khóc cô lo lắng cho anh ta cái người có chút xíu con kia mà lại dám đối đầu với gã đàn ông to lớn kia trái tim cô cũng sắp nhảy ra ngoài luôn rồi thế nhưng mà chỉ trong chốc lát gã đàn ông cao lớn kia đã bị anh hạ rồi. Điều này khiến cho tất cả những người chứng kiến đều phải trầm trồ mà khen ngợi. Trường Tam sắc mặt không đổi, đưa tay lên phủi phủi bụi áo ngực, xoay lưng đi về phía lộ lộ. Coi chừng, lộ lộ hét lên, thân hình nhỏ nhắn của cô chạy nhanh về phía trường Tam, rồi giang tay ôm lấy người đàn ông trước mặt. Xoay người lại, trường Tam mặt biến sắc, nhìn mũi dao nhọn đang tiến tới, anh lập tức gằn lên một tiếng mẹ kiếp lộ lộ ôm chặt lấy người kia, đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch chờ đợi một nhát dao kia. thế nhưng mà trong vài giây ngắn ngủi, ai đó đã nhanh chóng ôm cô, đỡ thay cô một nhát dao chí mạng. những người có mặt ở đó đều hoảng sợ. một vài người đàn ông khác đã xông đến mà bắt giữ tên kia. cảnh sát cũng mau chóng xuất hiện, đám đông được giải tán. một vị cảnh sát hướng về phía hai người mà nói: anh bị thương rồi, mau đi bệnh viện đi. Sau đó chúng tôi sẽ đến lấy lời khai Nói rồi anh ta rời đi Căn bản là không nhìn thấy cô gái nhỏ Đang run rẩy trong lòng anh Trường Tam bị cô gái này hù cho hồn vía bay lên mây cả rồi Lấy đâu ra cái dũng khí để mà chạy tới Muốn đỡ nhát dao đó thay cho anh kia chứ Thật là không sao rồi Trường Tam đưa tay lên vỗ nhẹ lên lưng cô Lộ lộ lúc này mới ngước mắt lên nhìn anh Đôi mắt xinh đẹp của cô đã ngập tràn nước mắt Trường Tam bối rối nhìn cô, cái cô gái này sao lại khóc? Người bị đâm là anh, người chịu đau cũng là anh, vậy thì cô khóc cái nỗi gì chứ? Oh, xin xin lỗi, là là tôi hại anh rồi. Thì ra là cô đã cảm thấy có lỗi nên mới khóc sao? Hai, hù chết anh rồi, anh còn tưởng rằng cô bị gì nữa cơ đấy. Nhưng mà tại sao lại giúp tôi, tại sao lại bảo vệ tôi? Lời nói thốt ra nhất thời khiến cho cả hai rơi vào im lặng. Lộ Lộ thật sự không biết tại sao anh lại giúp cô, bảo vệ cô khi mà hai người chỉ mới gặp nhau có hai lần. Phải, tại sao anh lại làm vậy? Chính bản thân Trưởng Tam cũng muốn biết tại sao anh lại có hành động như thế. Anh chỉ mới gặp cô lúc ban sáng thôi mà. Có cái gì đó lạ lắm. Nhìn thấy cô anh lại thấy vui vẻ, nhìn thấy cô gặp nguy hiểm thì anh lại muốn bảo vệ và che chở cho cô. Anh không muốn cô bị thương, cũng không muốn người khác đụng chạm vào người cô. Anh ta thật không thể giải thích nổi. Trường Tam liếm môi một cái, ánh mắt phức tạp mà nhìn lộ lộ. Cô gái nhỏ vẫn là không can tâm, lập lại câu hỏi thêm một lần nữa. Nói đi, tại sao lại giúp tôi? Tại sao lại bảo vệ tôi? Chắc là tôi điên rồi. Phải, trường Tam anh ta điên rồi. Không, cả cô nữa, cô cũng điên rồi. Cô mong chờ điều gì ở con người trước mặt này chứ? Mong chờ anh ta nói rằng, anh ta thích cô sao? Thật là điên rồ. Cô và anh chỉ mới gặp nhau, chỉ mới gặp nhau thôi mà. Ảo tưởng cái gì chứ, đúng là điên khùng. Trong đáy mắt cô gái nhỏ, thấp thoáng chút thất vọng. Trong đôi mắt của ai đó lại có chút đau lòng. Lộ lộ nói với anh bằng chất giọng mất mát. Tôi đưa anh đi bệnh viện lộ lộ bắt taxi đưa trường tam đến bệnh viện suốt cả chặng đường không ai nói với ai thêm một lần nào nữa bầu không khí quái dị ở trong xe khiến cho bác tài có chút buồn cười chắc là đôi vợ chồng trẻ đang giận nhau đây mà thế là ông không đành lòng nhìn cô gái nhỏ chịu ấm ức mà nói với trường tam nè cậu trai trẻ vợ cậu có vẻ rất buồn đó cậu làm gì có lỗi với cả cô ấy rồi có đúng không dạ hai giọng nói của anh và cô cùng vang lên Biểu cảm bất ngờ nhìn bác Tài đã có tuổi Bác tài xế tốt bụng ha hà Mà cười lớn Rồi bồi thêm một câu Tôi nói cậu đó Thắng ai thì thắng Chứ đừng bao giờ muốn thắng vợ mình Không đáng mặt đàn ông chút nào Cả hai nhìn bác tài Biểu cảm trên gương mặt trở nên cứng nhắc Không nói được một câu nào Cô và anh có nói hai người là vợ chồng lúc nào vậy Bác tài à Tiểu lộ lộ thở dài, lấy điện thoại nhắn tin cho thẩm linh một tin nhắn. Suốt cả buổi chiều hôm đó, ở bên cạnh trường Tam, cùng anh vào trong bệnh viện rồi đi đến đồn cảnh sát để mà giải quyết đống rắc rối kia. Mộ Ninh Uyển tìm được cố dạ bạch đã là 4 giờ chiều. Anh ngồi trên bãi biển, đôi mắt đầy tâm sự, hướng tầm nhìn về phía đại dương rộng lớn. Ninh Uyển im lặng đi tới và ngồi xuống bên cạnh anh. Tìm được anh rồi nè. Cố dạ bạch rời tầm mắt lên khuôn mặt non nớt của Ninh Uyển. Cô gái này luôn có cách tìm được anh Dù cho anh có trốn ở đâu đi chăng nữa Thì cũng không thể trốn thoát khỏi cô Mộ Ninh Uyển nở nụ cười rạng rỡ Nhìn cố dạ bạch Cô híp đôi mắt để mà che đi sự xót xa bên trong nó Anh đâu có biết ở trong lòng cô lúc này Có bao nhiêu là đau lòng Sao em lại tới đây Thì tìm anh đó Là thẩm linh gọi cho em Không có câu trả lời Cố dạ bạch cố gắng kéo ra một nụ cười giả tạo giả tạo đến mức xấu xí mộ đinh uyển nhìn thấy nụ cười đó trái tim cô lại đau lên từng hồi cô bất giác đưa tay ôm lấy anh chiếc cằm nhỏ đặt lên vai anh hai dòng lệ ấm nóng đã bắt đầu chảy xuống cô đau cô đau lòng lắm nhìn anh như thế cô thật sự đau lòng lắm sao vậy ờ, không có gì cho em ôm anh một lát vòng tay cô ôm anh siết chặt thêm một chút cả cơ thể cô khẽ run lên Ninh Uyển cắn chặt môi dưới, cô cố gắng để cho bản thân không phát ra tiếng khóc. Vài tiếng trước không tìm được anh, cô đã hoảng loạn vô cùng. Cô sợ, rất sợ, sợ sẽ không tìm thấy anh nữa. Cố gia bạch cảm nhận được sự run rẩy của cô gái nhỏ, đưa tay muốn kéo cô ra. Mộ Ninh Uyển lại càng siết chặt hơn. Trong lúc vô tình anh nghe được tiếng nấc, không chút chần chừ, anh dùng sức kéo cô ra. Ánh mắt của anh nhìn cô, chỉ thấy gương mặt cô đẫm lệ Em không sao Chỉ là có chút chuyện Uyển Uyển Trời trở lạnh rồi chúng ta về nhà thôi Em về trước đi Anh muốn ở đây thêm một chút nữa Được em ở lại với anh Cuối cùng thì cố dạ bạch vẫn là không thể nhẫn tâm Để cho Ninh Uyển ở đây chịu lạnh Đành thỏa hiệp trở về cùng cô Mộ Ninh Uyển lái xe đưa anh về nhà Tiện thể ghé vào siêu thị mua ít đồ tươi sống Để mà về nấu bữa tối Bầu trời lúc này đã tối mịt, một bàn thức ăn thịnh soạn được cô đẩy ra bàn, cùng với một chai rượu vang. Rất hiếm khi cô có dịp cùng anh ăn tối, chỉ riêng hai người, không có sự hiện diện của bất kỳ một người nào khác. Mộ Ninh Uyển ngồi xuống, đối diện với cô là Cố Dạ Bạch. Cô nâng ly rượu lên, một hơi mà uống cạn. Rượu ngon. 20 giờ 27 phút, thẩm linh sau khi mà thoát khỏi mạc thanh phong thì liền đón tiểu ngôn cùng nhau về nhà đang loay hoay trong bếp thì cô nhận được tin nhắn của đỗ hạ vi cô ta gửi cho cô một cái địa chỉ em về rồi tiểu lộ mở cửa đi vào mệt mỏi ngồi bệt xuống đất bất lực mà thở dài một cái cô sắp điên thật rồi em về đúng lúc lắm chị có hẹn với khách em ở nhà trong tiểu ngôn giúp chị nha thức ăn thì chị đều đã nấu xong rồi Thẩm Linh đi lên phòng, sửa soạn, thay đồ, trang điểm một chút, rồi chuẩn bị đi đến điểm hẹn. Như là vẫn chưa yên tâm về cô gái đó, Thẩm Linh gửi địa chỉ vào điện thoại cho lộ lộ, dặn cô là nếu qua 10 giờ đêm mà vẫn là không thấy cô trở lại thì đến đó tìm cô. Nhận được cái gật đầu của lộ lộ, Thẩm Linh liền yên tâm mà rời đi. Tại nhà hàng khách sạn Party, đã chuẩn bị xong chưa? Mồi ngon sắp tới rồi đó. Chợt chợt, cô làm tôi phấn khích quá đi. Một gã đàn ông mặt mày thô kệch ánh mắt dữ tợn ngồi đối diện Đỗ Hạ Vi. Hắn ta vô cùng, vô cùng phấn khích khi mà nghe được tin phục vụ Jenny. Tức là một mỹ nhân trong làng thiết kế. Hắn đã ái mộ cô từ lâu, từ rất lâu rồi. Hôm nay quả thật là rất may mắn. Tới rồi, anh tránh mặt trước đi. Gã kia nhìn ra ngoài cửa sổ, một bóng người nhỏ bé đang bước vào. Nữ thần của hắn, người mà hắn luôn khát khao bấy lâu nay, Cô ấy, hắn sắp có được cô ấy rồi. Jenny, ở bên này. Đỗ Hạ Vi đứng lên, vẫy tay với cả Thẩm Linh, kèm theo nụ cười rạng rỡ. Thẩm Linh bước vội về phía cô ta, nở nụ cười dịu dàng. Cô Đỗ, xin lỗi đã để cô đợi lâu. À, ah, không đâu, cô đến là tôi vui rồi, tôi còn sợ cô sẽ là không chịu đến. Làm gì có chứ? Vài câu xã giao mà thôi. Người phục vụ đặt quyển thực đơn xuống, Thẩm Linh không nhận lấy, chỉ yêu cầu một ly sinh tố bơ Đỗ Hạ Vi gật đầu Mỉm cười với người phục vụ Bạn của cô chưa đến sao Cũng sắp đến rồi Vừa lúc đó người phục vụ bưng ly sinh tố lên Rồi đặt xuống trước mặt cô Nào cô uống nước đi Thẩm Linh uống một ngụm Rồi lại một ngụm nữa Lại thêm một ngụm nữa Cô bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn Cô Jenny cô không sao đấy chứ Ờ tôi đi vệ sinh một chút Thẩm Linh vừa đứng lên Trước mặt cô bỗng tối sầm lại Cả cơ thể mềm mại rơi vào một vòng tay cứng rắn Nữ thần của tôi à ừ, Để tôi bế em nha Này này Phục vụ cô ta cho tốt vào Quý vị và các bạn thân mến Quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video chuyện mới tiếp theo.